Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật đến quý vị tình hình bầu cử ở tại Hoa Kỳ, từ Quốc hội cho tới địa phương. Thì ngày hôm nay một lần nữa Tiến Dũng mời lại ông Châu Đỗ Vinh, ông là nghị viên thành phố Ra Đền Rô, sẽ đến quý vị với chủ đề ngày hôm nay, đó là Blue Way hay Red Way, Mega lên ngôi dân với dân biểu bà Michelle Steele. Dạ vâng, bây giờ Tiến Dũng xin được bắt đầu. Trước hết mến chào Đỗ Vinh ạ. Vâng, thân mến chào Tiến Dũng và TD Media cùng quý khán thính giả tối hôm nay. Ngày hôm nay thì ông Châu Đỗ Vinh lên hình với một cái màu Áo này là red áo màu đỏ MAGA quý vị. Thì có thể mình đang muốn tạo dựng thêm một cái làn sóng đỏ, chưa biết, nhưng mà cái Blue Wave bây giờ cũng đang mạnh lắm nha quý vị. Thưa anh, có lẽ rằng đầu tiên thì mình xin anh nhắc lại vấn đề cách đây vài hôm Vâng. thì có ông chủ tịch Hạ viện anh ha đã đến Lý đồ Sài Gòn, người cho là giữ vai trò lớn nhất ở trong Quốc hội Hoa Kỳ đã đến Lý đồ Sài Gòn thưa anh. Vâng, đúng rồi. Và cách đây vài ba hôm chúng tôi cũng lên trình bày cho quý vị khá đầy đủ. Anh Tiến Dũng tới quay chương trình hôm đó và đưa tin. Quý vị có thể coi lại trên TD Media chương trình của ông Chủ tịch Quốc hội Mike Johnson đến vận động cho bà Michelle Steele, tức là đương nhiệm dân biểu liên bang. Cũng xin nhắc lại quý vị, dân biểu liên bang là cứ mỗi 2 năm bầu cử nha, nó quay lại nhanh lắm. Thì bà Michelle Steele đã đậu 2 lần rồi, và lần này lần thứ ba bà tranh cử, và hy vọng sẽ giữ lại được cái ghế quốc hội liên bang. Thì nó sẽ có đa số cho đảng Cộng Hòa, là điều mà ông Mike Johnson, lãnh đạo của đảng Cộng Hòa và chủ tịch quốc hội hiện nay, rất là mong muốn là quý vị, tức là những người gốc Việt chúng ta, đặc biệt tại vùng Lưu Sài Gòn, Nam California, dọn phiếu cho Congressional District 45 để bà Michelle Steele ngồi lại và tiếp tục phục vụ cho chúng ta như bà đã làm trong nhiều năm qua. Trước đây là giám sát của quận Cam và sau này là dân biểu liên bang đi hạt 45. Thì thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Mike Johnson rất là rõ ràng, là vì bà Michelle Steele là một người tị nạn cộng sản như những người gốc Việt và am hiểu được những cái quan điểm lập trường cũng như là vận động cho những điều mà cộng đồng gốc Việt ao ước, đó là tự do dân chủ tại quê nhà cũng như là bảo vệ nhân quyền. Thì đó là điều mà ông đã nói lên, và đặc biệt lần này ông xuống để tiếp cận cộng đồng Lưu Sài Gòn chúng ta, và để gửi chúng ta một thông điệp rằng cộng đồng chúng ta rất là quan trọng, trong các cộng đồng thiểu số là một trong những cộng đồng quan trọng nhất. Đặc biệt trong năm nay sẽ là quyết định cái vận mệnh của Quốc hội Hoa Kỳ, cho nên ông đã so sánh cộng đồng chúng ta với cộng đồng Do Thái hay là cộng đồng người gốc da đen, và thiểu số họ rất là lớn hơn chúng ta, số đông hơn nhiều, nhưng mà cái tiếng nói chúng ta có ảnh hưởng rất xa và rất sâu trong dòng chính của Hoa Kỳ. Đó là một đánh dấu, một cái sự phát triển và trưởng thành mạnh mẽ của cộng đồng gốc Việt chúng ta, mà quốc tịch xin lỗi chủ tịch quốc hội, tức là ông Mike Johnson, đã đóng dấu cho cái sự thành công lớn của cộng đồng chúng ta, và cầu chúc chúng ta sẽ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ở quốc hội Hoa Kỳ, và để cùng liên danh với Tổng thống Donald Trump trong phong trào cao trào Make America Great Again. Thì đó là điều chúng tôi ủng hộ và tán đồng. Chúng tôi mang cái màu đỏ MAGA tối hôm nay. Dẫu rằng chúng tôi là người theo đảng Dân Chủ, cũng như ông Robert F. Kennedy Jr. Quý vị biết ông dòng họ Kennedy là rất là kỳ cựu về bên đảng Dân Chủ, và tôi cũng đã từng ái mộ thần tượng gia đình Kennedy. Chính vậy nên tôi chọn đảng Dân Chủ, nhưng mà những thành phần moderate, trung dung hơn của đảng Dân Chủ thì họ ủng hộ Tổng thống Trump. Như hồi nãy anh trình bày đó, là đối với cộng đồng người Việt đi, thì cho rằng đây là cái nơi mà rất là quan trọng. Thành ra là ông chủ tịch quốc hội đã đến vùng này, trong khi thì thấy rằng cộng đồng này, ngoài cái cộng đồng Việt Nam thì còn nhiều cái sắc dân khác nữa, thì tại sao mà anh nói điều đó? Vâng, hay lắm anh. Ví dụ vì là mình đào sâu hơn chút xíu thì tiểu bang California là Blue State, thành ra đó thường thường họ nghĩ rằng những cái delegate á, những đại biểu của Blue State á, thì sẽ dồn cho bên dân chủ, nhưng mà tổng thống Trump vẫn đến Riverside vận động, và chúng ta thấy những hình ảnh những cô gái phụ nữ Việt Nam mặc áo dài nón lá với hình cờ Hoa Kỳ với chữ Trump 2024 đến tham dự cái chương trình ở Riverside đó. Và Tổng thống Trump cũng không quên tới cộng đồng gốc Việt chúng ta, đặc biệt là
cái cuộc tranh cử quốc hội nó còn quan trọng hơn cả cái tranh cử về tòa bạch ốc đối với tiểu bang California. Tại vì đối với một tiểu bang xanh á, thì coi như chuyện đã rồi, họ sẽ bỏ cho một ứng cử viên dân chủ. Nhưng mà đối với quận cam, tức là Red County đó, thì chúng ta thường thường đã thường xuyên bỏ cho đảng Cộng Hòa, đặc biệt dân biểu liên bang như bà Michelle Steele đó, thì nó quyết định cái đa số ở Quốc hội Hoa Kỳ. Có thể rằng cái Blue State đó, họ sẽ bỏ cho đảng dân chủ trong cái cuộc đua vào tòa bạch ốc. Nhưng mà chắc chắn rằng những cái phiếu của người thường dân như chúng ta tại quận cam có thể bỏ cho bà dân biểu liên bang Michelle Steele, thì giữ cái đa số quốc hội cho đảng Cộng Hòa. Và những tiểu bang khác như New York cũng như vậy, nó chỉ có một hai cái tiểu bang chiến địa của quốc hội là New York và California. Cho nên California chúng ta có thể giữ lại đa số cho Cộng Hòa, hay chúng ta cũng có thể lật qua về đa số cho đảng dân chủ. Thế cho nên cái lá phiếu của người gốc Việt chúng ta rất ư quan trọng, đặc biệt trong cái cuộc tranh cử 2024 này, bởi vì cái đa số của quốc hội thiên về Cộng Hòa chỉ có một hai phiếu thôi, rất là mong manh có thể được đảo ngược ngay tại California này, hay là những tiểu bang chiến địa như tôi nói vừa nói là New York. New York thì chắc chắn là họ sẽ thiên về bên dân chủ nhiều hơn. Còn California quận cam thiên về Cộng Hòa thì chúng ta sẽ giữ lại được quốc hội cho ông chủ tịch Mike Johnson và có một cái liên danh để làm việc với tổng thống Trump. Một điều em ghi nhận trong mấy ngày nay khi mà em đi ra ngoài đó, thì hỏi thăm ý kiến là thế thì các bác các chú là cô chọn là dân chủ hay là Cộng Hòa. Thậm chí em gặp người nhiều người nha, hỏi ngược lại em như thế thì ai sẽ là người đầu. Thì em nhìn thế này, ví dụ như bây giờ cho dù ứng cử viên tổng thống nào đi lên thì cũng phải là lo cho đất nước Mỹ đầu tiên, cho dù là dân chủ hay là Cộng Hòa. Nhưng mà có người nói rằng là Cộng Hòa sẽ lo cho Hoa Kỳ nhiều hơn, thì đối với anh Đỗ Bình này như thế nào ạ? Cảm ơn anh Tiến Dũng, vì trong đề tài này nhân tiện Đỗ Bình cũng bắt được cái email của ký giả Bằng Phong Đặng Văn Âu, tức là cũng là một con voi trong rừng già của làng bút ở Việt Nam, ở quận cam đây. Thì tôi cũng xin đọc vài câu cũng đã tương đối rất là đi sâu vào cái đề tài mà chúng ta đang bàn ở đây. Thì ông Bằng Phong Đặng Văn Âu viết thế này: thi sĩ Phùng Quán làm bài thơ Lời Mẹ Dặn có hai câu mà tôi hết sức tâm đắc, đó là yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Chỉ vì làm bài thơ ấy mà cuộc đời nhà thơ Phùng Quán bầm dập tê tua, bởi vì cái chế độ Cộng sản không cho phép ai được quyền nói thật. Thi sĩ Phùng Quán là tấm gương sáng mà suốt đời tôi đã đeo đuổi, chẳng lẽ được sống trong chế độ tự do tôi lại hèn đến nỗi không dám nói sự thật giống như một số người. Tôi xin phỏng tác hai câu thơ của Phùng Quán: khinh ai cứ bảo là khinh, phục ai cứ bảo là phục. Hôm nay tôi xin bày tỏ niềm cảm phục của tôi đối với hai nhân vật, đó là dân biểu Tulsi Gabbard thuộc đảng Dân Chủ và tiến sĩ luật khoa Joseph, tức là Joe Đỗ Vinh, người Mỹ gốc Việt, nghị viên thành phố Garden Grove cũng thuộc đảng Dân Chủ. Nữ dân chủ dân biểu Tulsi Gabbard nguyên là trung tá National Guard, vệ binh quốc gia, ứng cử vào quốc hội năm 2013 đến năm 21 thì chia tay đảng Dân Chủ, và bà nhận thấy đảng Dân Chủ không còn xứng đáng để phục vụ. Trong khi ngoài bà Tulsi Gabbard còn không một dân biểu hay nghị sĩ nào của đảng Dân Chủ có đủ sự lương thiện và lòng yêu nước để noi gương bà. Bây giờ bà cựu nữ dân biểu trở thành người độc lập, không theo đảng nào nhưng hết sức ủng hộ chủ trương và đường lối của cứu nước của Tổng thống Donald J. Trump, lãnh tụ đảng Cộng Hòa. Ông Robert F. Kennedy Jr., con trai cố Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy, là một đảng viên Dân Chủ nhà nòi, cũng đã chia tay đảng Dân Chủ, là người cũng đã đáng phục nhưng không đáng phục bằng bà Tulsi Gabbard, vì ông bị đảng Dân Chủ chèn ép thì mới chia tay đảng. Vâng vâng, tôi chỉ đọc lên vài câu cho quý vị thấy rằng có những người trong cộng đồng chúng ta họ nhận diện được những vấn đề đảng này, đảng kia, tại sao người bên đảng này ủng hộ bên đảng kia và người bên đảng kia lại ly khai với cái đảng của mình. Thì cái chuyện này nó cũng thường trực trong vấn đề chính trị lắm không quý vị? Cựu Tổng thống Ronald Reagan trước khi trở thành thống đốc và tổng thống của Hoa Kỳ, ông là ghi danh theo đảng Dân Chủ.
Thì Tổng thống Reagan nói rằng tôi không có bỏ đảng mà đảng bỏ tôi. Ông nói với đảng Dân Chủ như vậy. Tức là những chính sách của đảng không có phù hợp với cái lý tưởng của ông nữa. Thì ông rời và đã trở thành Tổng thống của đảng Cộng Hòa. Một người thứ hai nữa cũng là ông Donald J. Trump, từng theo bên đảng này, bên đảng kia, rồi cũng lập lập, rồi sau cùng ông đã mới tranh cử trong đảng Cộng Hòa. Thì quý vị thấy cái chuyện đảng phái của Hoa Kỳ, hai đảng chính đó, có nhiều cái sự tương đồng, trùng hợp với nhau, và cũng có những cái chính sách rất là khác với nhau. Thì khi chúng ta chọn đảng hay chọn các ứng cử viên thì mình chọn theo cái chính sách của họ, theo cái khả năng và cái uy tín mà chúng ta tin tưởng. Thì bây giờ chẳng hạn như Tổng thống Donald J. Trump, đại đa số người dân Hoa Kỳ trên 60-70% cho rằng cái chính sách kinh tế của ông đó, sáng suốt và thực tế hơn là chính sách của bà Kamala Harris, không có đưa ra được một cái điều cụ thể nào mà người dân có thể tin tưởng. Thì chúng ta bỏ theo cái chính sách thôi, chứ hẳn là chúng ta gọi là cuồng Trump hay là chỉ có ghét Trump vân vân. Thì tôi thích cái bài ông Bằng Phong, Đặng Văn Âu viết, vì nó nhắc lại cái câu thơ của Phùng Quán, tức là yêu ai thì bảo là yêu, ghét ai thì bảo là ghét. Thì Đỗ Vinh cũng vậy, chúng tôi được khen là vì chúng tôi rất là trung trực trong cái chọn lựa, và không có gọi là đi hai hàng hay là nói một đường làm nẻo. Không phải, nếu mình đã đồng ý với một cái chính sách nào rồi, với một ứng cử viên nào, thì mình phải hỗ trợ cho họ mạnh mẽ. Có thể không là tuyệt đối, nhưng mà trong khả năng của mình. Thì lần này chúng tôi thấy rằng Tổng thống Donald J. Trump là người xứng đáng để quay lại tòa Bạch Ốc, và ông cần một cái hậu thuẫn, một cái liên danh, một cái ekip để làm việc với ông, đó là chính là bà Michelle Steele và những người trong đảng Cộng Hòa ở Quốc hội, cần phải giữ là Hạ viện, và nếu lấy được luôn Thượng viện càng tốt. Trong đó ứng cử viên Hùng Cao ở Virginia là cái người có thể mang lại chiến thắng đó cho đảng Cộng Hòa, biến cái Quốc hội Hoa Kỳ ở Thượng viện trở thành đa số Cộng Hòa. Kính thưa quý vị đồng hương, tôi là Tâm Trương, hiện là Sergeant Cảnh sát Supervisor của khu vực Evergreen trong cơ sở cảnh sát San Jose, và là ứng cử viên Hội đồng thành phố khu vực 8 vùng Evergreen và East San Jose. Vì là một nhân viên cảnh sát và sinh sống cùng gia đình trong đơn vị 8 lâu năm, nên tôi hiểu rất rõ là sự quan tâm lo lắng về vấn đề an ninh, nhất là trong vùng Evergreen, cũng như vấn đề homeless, công an việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Tâm Trương luôn luôn trân trọng và hứa sẽ không phụ lòng tín nhiệm và sự tin tưởng của quý vị. Xin bầu cho Tâm Trương. Cảm ơn toàn thể quý vị. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Và như anh nói đó rằng là bây giờ thì kể cả anh đi thì là một người thuộc đảng Dân Chủ, tuy nhiên thì dựa vào cái chính sách của đảng, thành ra là anh phải chọn phía bên ông Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Donald Trump, cái người ứng cử viên. Bởi vì trong mấy ngày nay khi mà mình xem clip lại đó thì người ta nói là ủa ông Đỗ Vinh, ông là đảng Dân Chủ mà, thế thì tại sao ông giống như phụ bạc lại đó, ông phản bội hình như hội dùng cái chữ đó khi mà nói về ông Đỗ Vinh, mà khi mà ông Đỗ Vinh ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Vâng, thì những ý kiến đó thì chúng ta cũng tôn trọng, vì đó là cái quyền nhận thức của mỗi người cử tri đồng hương. Thì tôi cũng không phản bác gì, vì lý do tôi đã nói rồi, yêu ai thì bảo là yêu, ghét ai thì bảo là ghét thôi. Và tôi đã nói là lần này tôi ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tôi đã bỏ phiếu rồi, người ta ghi vào cái ballot nói rõ ràng và đánh dấu bà Michelle Steele, dân biểu liên bang, thì hạt 45 chúng tôi đã gửi vào phòng phiếu rồi. Thì chúng tôi phải sống thật và nói thật, thì cái lời thật có mít lòng ai thì chịu thôi. Và quý vị cũng vậy, quý vị ghi danh theo đảng nào hay là trước đây ủng hộ ai, và sau này mình có quyền, chứ không phải mình cứ bầu theo đảng, mình đâu phải làm mọi cho đảng đâu mà bầu theo đảng. Tôi đâu phải là đảng nô đâu, tôi đâu phải cứ theo đảng mà tôi bầu đâu, không phải. Tôi theo chính sách và những nhân vật, bởi vì politics is local, tôi nói rồi, tức là chính trị nó địa phương tính, và cái địa phương tính đó có nghĩa là quý vị bỏ phiếu cho cái quyền lợi của chính mình tại địa phương của mình. Và người nào mình thấy rằng họ đại diện quyền lợi, tiếng nói chúng ta thực tế nhất, hữu hiệu nhất, trong trường hợp này là bà Michelle Steele, thì tôi bỏ phiếu cho bà ấy, cũng như tôi đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump.
À, còn đảng có khiển trách tôi thì cái đó quyền của đảng. Tại vì đảng họ có tổ chức, họ có kỷ luật, họ có vận động, họ có kêu gọi, nhưng mà đâu phải cứ là mỗi người nào ghi theo đảng là họ bầu với bà đảng đâu. Không phải vậy. Nếu như vậy thì nó trở thành độc tài độc đảng rồi, không phải tự do dân chủ như nước Hoa Kỳ tôn trọng hiến pháp mà. Bây giờ khi một người nào trở thành một viên chức hay là một dân cử đi, mà trung thành là trung thành với hiến chương, bây giờ ta tuyên thệ là trung thành với hiến chương của Hoa Kỳ, của tiểu bang California, nếu chúng ta là phục vụ California, chứ phải giơ tay để mà tuyên thệ trung thành với đảng, đảng Cộng hòa hay dân chủ, hoặc là tuyên thệ trung thành với ông tổng thống nào, bà thống đốc nào, không phải. Nha quý vị, cho nên khi quý vị vào quốc tịch Mỹ, quý vị có đưa tay tuyên thệ trung thành với đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ không? Hay là quý vị tuyên thệ trung thành với nước Mỹ? Và những người họ phục vụ trong chính quyền, họ cũng phải đưa tay tuyên thệ là chúng tôi tuyên thệ tuân thủ theo hiến pháp của Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ đâu có thuộc về đảng nào. Đó, thì tôi nói đơn giản như vậy, thành ra quý vị bảo rằng phản bội đảng này, không trung thành với đảng kia là sai hoàn toàn. Cái căn bản quý vị không hiểu. Căn bản là khi mình phục vụ hay là mình thực hiện cái quyền công dân của mình là quyền công dân của mình theo hiến pháp, theo hiến định, nó phải theo đảng đâu. Thành ra tôi là tiếng nói của lương tâm, của lương tri. Tôi bỏ phiếu theo lương tâm và đúng hiến pháp Hoa Kỳ cho phép tôi cái quyền bỏ phiếu. Và tôi chọn bà Michelle Steele và Tổng thống Donald Trump cũng như một số những người khác ở thành phố tôi chẳng hạn. Họ bỏ phiếu cho tôi, họ đâu nghĩ tại ông Đỗ Vinh là ông dân chủ. Nếu mà chỉ có người dân chủ bỏ phiếu cho Joe Đỗ Vinh thì chắc chắn Đỗ Vinh không bao giờ đậu chức nào hết. Bởi vì đảng dân chủ và những người ứng cử viên dân chủ là thiểu số ở ở cái quận đỏ mà Red County, quận cam này là đa phần cộng hòa mà. Thành ra khi nào tôi thấy là cái lương tâm của tôi đó đồng ý với một chính khách, một chính sách thì tôi đã bỏ phiếu theo cái lương tâm của tôi. Và tôi vẫn trung thành với nước Mỹ và hiến chương hiến pháp của Hoa Kỳ. Và thân nhân nói nếu như mà được vào là Hạ viện Hoa Kỳ như cái vai trò bà đang tranh cử bây giờ đó, thì một cái bên là bên Cộng hòa, thí dụ như nói là Tổng thống Trump đậu đi thì ông là Cộng hòa, và cái người như dân biểu tiểu bang nè thì phải là người Cộng hòa luôn chứ không nên là người dân chủ, lý do tại sao ạ? Tiến Dũng nó xác nhận lại nó câu hỏi là sao là cái người, ví dụ như giờ bà Michelle Steele á là đảng Cộng hòa, và nếu như ông Tổng thống Donald Trump là đã biết rồi là ông là đảng Cộng hòa mà, và trong trường hợp mà nếu như cái người không phải là bà Michelle Steele thì sẽ bị trở ngại những cái gì? Hay lắm, đúng rồi. Tức là trở ngại là ở chỗ rằng thông thường á tổng thống đó gọi là hành pháp thì đưa ra những sắc lệnh và ông có quyền ký những cái sắc lệnh executive order để mà trở thành luật của đất nước, và những đạo luật đó thì chúng ta đều chấp hành và thi hành. Nhưng mà lập pháp tức là quốc hội lập pháp mà, họ viết ra những cái đạo luật đó và họ trình cho tổng thống, và tổng thống có thể ký và hay là phủ quyết. Thì hai bên đó, hành pháp và lập pháp phải làm việc với nhau nhịp nhàng. Càng đoàn kết càng tốt cho nước Mỹ. Còn tư pháp là họ xét khi nào có những mâu thuẫn xung khắc, những cái việc nó chưa rõ ràng thì tư pháp mới đưa ra tối cao pháp viện để mà phân bua. Thì lập pháp nếu là thiểu số của đảng tổng thống thì tổng thống rất là khó khăn để mà thực thi những chính sách, tại vì quốc hội là cái hậu bao, nắm cái hậu bao. Thì giả dụ như tổng thống Trump đậu mà quốc hội là đa số dân chủ thì nó có mâu thuẫn, nó sẽ xung khắc và nó chia rẽ hơn là nếu quốc hội là Cộng hòa. Đó là lý do tại sao một người đảng Dân chủ chẳng hạn mà đậu vào cái chức dân biểu liên bang mà cái thiểu số là dân chủ nữa thì người đó cũng chẳng làm được bao nhiêu. Bằng chứng là bà Michelle Steele dưới 4 năm của Tổng thống Biden không làm được bao nhiêu hết, vì bà là đảng thiểu số. Trong cái quốc hội Hoa Kỳ đó thì nó có thượng viện, thì thượng viện là dân chủ đa số rồi, còn hạ viện thì đa số của Cộng hòa có 1-2 phiếu mà có khi họ là thiểu số luôn nếu mà 1-2 phiếu đó không bỏ với họ đó. Thì đó là cho nên ông Kevin McCarthy bị đảo chánh bốn mười mấy lần mà cuối cùng rớt rồi để ông Mike Johnson vào thế. Thì quý vị biết rằng trong 4 năm qua đó thì quốc hội Hoa Kỳ hạ viện dẫu rằng Cộng hòa là đa số nhưng mà không làm được bao nhiêu. Là vì như vậy. Dạ vâng.
Mừng nữa quý vị đang xem trực tiếp cùng trên đầu TV Mira. Rất mong quý vị đóng góp ý kiến vào chương trình nha. Dạ. Vâng. Rồi trở lại với tình hình bầu cử địa phương, được biết rằng ngày mai này thì cũng có một cái cuộc gọi là gặp gỡ báo chí của bà Michelle Steele được tổ chức ở tại văn phòng tranh cử của bà, thì cũng nằm ngoài Busan này thôi. Anh có biết là ngày mai đó sự kiện gì không ạ? Thật ra tôi cũng được mời giống như mọi người thôi, chứ không phải là thành viên trong tổ chức gì cả. Tôi cũng là cảm tình viên với cái campaign của bà Michelle Steele. Cho nên bà có mời và tôi có biết tới cái sinh hoạt đó, và tôi cũng mong đồng hương tới đông đủ. Một cái sinh hoạt dân chủ bình thường, cũng như là hai bên các ứng cử viên, tức là hai bên cái campaign đó, họ phải tranh giành cái lá phiếu và sự ủng hộ của quý vị. Điều đó chúng ta mong muốn như vậy. Mình đâu có muốn một bên này đàn áp bên kia, hay bên kia yếu kém quá thì bên nọ sẽ lấn lướt, thì cũng không muốn vậy. Mình muốn cái hai bên mạnh mẽ hết. Thế cho nên cái chủ đề tôi hôm nay là Blue Wave hay Red Wave, làn sóng xanh hay làn sóng đỏ, thì nó coi do quý vị ấy. Nhưng mà nếu mà làn sóng đỏ được, tức là bà Michelle Steele được sự ủng hộ vị, thì MAGA sẽ lên ngôi. MAGA lên ngôi với dân biểu Michelle Steele, tại vì bà thuộc về Make America Great Again với Tổng thống Trump và ông Chủ tịch Quốc hội Mike Johnson. Rõ ràng bên trái bên phải ông Larry Issa cũng là một nhân vật rank and file leadership của GOP, và ông Mike Johnson, hai vị đã xuống và nâng đỡ, ủng hộ và góp tiếng để mà bà Michelle Steele đậu lại. Thì MAGA sẽ lên ngôi nếu bà ngồi lại, chắc chắn là như vậy. Vì Tổng thống Trump đắc cử thì bà sẽ là thuộc cái đảng đa số mà cùng với Tổng thống mình, thay vì trái ngược lại. Thì chúng ta chỉ muốn là họ đi theo một cái liên doanh, mà cái liên doanh đó phản ảnh những cái điều chúng ta mong muốn đối về chính sách, thì tại sao chúng ta không vừa bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và bà Michelle Steele. Còn những người gốc Việt, tôi nói rồi, không nhất thiết là họ sẽ không giữ chức vụ, nhưng mà trong lần này chưa được. Vì nhân vật chủ đảng Dân Chủ đưa ra không phải là một nhân vật đã từng phục vụ, không có bề sâu bề dày kinh nghiệm và kiến thức nữa, cũng đã không trọn vẹn đối với cộng đồng chúng ta. Thì tôi không có đả phá, nhưng mà tôi cũng không ủng hộ. Mà tôi ủng hộ bà Michelle Steele, bởi vì có chọn lựa mà. Và những lần sau này, 2 năm, 4 năm, cứ mỗi 2 năm bầu cử mà. Quý vị có thể có những người gốc Việt mà mạnh mẽ và uy tín, và kinh nghiệm, bề sâu bề dày hơn, thì quý vị ủng hộ lúc đó, đâu là muộn đâu. Đâu còn đó mà. Còn 2 năm tới tôi nghĩ phải là bà Michelle Steele để làm việc với Tổng thống Trump. Một ý kiến khác nữa là em ghi nhận người ta nói là đảng Cộng Hòa đó thì chỉ lo cho người giàu thôi, không có lo cho người giống như thế nghèo mà nhiều á, giống như đảng Dân Chủ. Thì với kinh nghiệm trong vùng chính nhiều như anh Đỗ Binh, thì anh nghĩ gì về cái ý kiến đó? Cái đó nó chưa hoàn toàn đúng, bởi vì nó có nhiều cái góc độ. Thế cho nên chương trình đây là góc nhìn của Châu Đỗ Vinh mà. Nó không phải góc nhìn của một dân cử nào khác, ông dân biểu, bà nghị sĩ gì cả. Đây là góc nhìn của Châu Đỗ Vinh. Thành ra quý vị có thể đồng ý hay không đồng ý là quyền của quý vị, nhưng mà tôi phải đưa ra cái góc nhìn của tôi. Thì đảng Dân Chủ họ có nhiều dân hơn, đúng. Đúng. Mà cái lý do họ có đa số phiếu ở nhiều cái trận tranh cử là vì họ có những chính sách nó xã hội chủ nghĩa hơn. Cái đó rõ ràng xã hội chủ nghĩa. Tại vì xã hội chủ nghĩa đó là một cái thể chế hay là một cái hệ thống mà họ phân chia tài sản của quốc gia, của xã hội xuống từng gia đình. Ok, cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đó là cái khuynh hướng của đảng Dân Chủ hiện nay. Và những thành phần thiên tả hơn thì họ là Marxist. Người Mỹ bây giờ họ không dùng chữ communist nữa, tại vì communist dễ ngộ nhận với những cái chế độ cộng sản ở các quốc gia thứ ba, các nước như Liên Xô, China, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, vân vân. Họ không muốn quý vị ngộ nhận với cái gọi là communist nữa, nên họ dùng cái chữ Marxist. Mà đúng là chữ Marxist nó chính xác hơn, vì nó là chủ nghĩa cộng sản của các Marx. Và bố ruột của bà Kamala Harris là một giáo sư dạy về môn Marxist. Đó, nhiều người không biết, nhưng mà bố giáo giáo huấn và rất là kỹ lưỡng trong cái tư tưởng Marxism, cho nên bà không bao giờ từ chối hết á. Bà không bao giờ chối, bà không phải là Marxist hết. Bà là Marxist, nó rõ vậy. Thì quý vị nào ủng hộ khuynh hướng của bà Kamala là Marxist,
hay là socialist thì quý vị bỏ phiếu theo Kamala thôi. Nhưng mà quý vị sẽ biến nước Mỹ nó trở thành một cái xã hội chủ nghĩa hơn là hiện nay. Mà trong khi đảng Cộng Hòa, đúng, họ thiên về người giàu, đúng có như vậy. Yeah. Là vì họ là capitalist, và họ là conservative, và họ là fiscal conservative, là họ bảo vệ cái nền tư bản của Hoa Kỳ, mà họ cho là đó là cái căn bản lập quốc của nước Mỹ. Đó là căn bản. À, về tôn giáo thì là Thiên Chúa giáo. Họ đâu có từ chối cái gốc của họ là Thiên Chúa giáo đâu, Do Thái giáo đâu, họ không từ chối. Nhưng mà họ vẫn công nhận và bình đẳng với những tôn giáo khác như Phật giáo, như Hồi giáo của chúng ta, không có kỳ thị. Nhưng mà căn bản của họ, cái nền tảng của nước Mỹ nó xây dựng trên tôn giáo là Judeo Christianity mà. Họ vẫn là đa số ở đây chứ họ đâu phải thiểu số đâu. Thành ra chúng ta phải chấp nhận cái văn hóa của người Mỹ là tư bản và Thiên Chúa giáo và những cái cộng lại đó. Thì quý vị khi mà hiểu về đảng Cộng Hòa đó là họ lo cho người giàu, không hẳn vậy, nhưng mà dưới Reagan Economics đó, Reaganomics là gì? Tax cut for the rich là vì trickle down economics, là khi cho tax break for the corporation thì những corporation họ sẽ dùng những cái đồng tiền thặng dư đó để mướn thêm nhân viên, kích thích kinh tế và đời sống nó sẽ thoải mái hơn về mặt kinh tế vật chất. Thì nó work. Nếu quý vị muốn tôi phân tích cho 50 thuyết về kinh tế, hôm nào tôi mang sách tới tôi phân tích cho 50 cái thuyết kinh tế khác nhau trên thế giới, và chúng ta đang trong cái economic cycle nào, quý vị biết không? Đố quý vị ngồi đó mà phân tích đi, những nhà kinh tế học của Tổng thống Trump với những nhà kinh tế học của Biden đó, gọi là Bidenomics đó, nó khác nhau cái gì? Chẳng lẽ tôi ngồi đây cả ngày tôi phân tích cũng chưa đủ nữa. Nhưng mà nói chung là đảng Cộng Hòa đó, những người mà họ có nhiều tiền, họ vận động tranh cử thì họ thường đắc cử cao hơn là đảng Dân Chủ. Còn đảng Dân Chủ là vận động dân, có nhiều phiếu của dân hơn vì cái khuynh hướng họ là socialist. Đó, thì khi mà cả hai bên đảng, những cái số tiền mà tranh cử bằng nhau thì chuyện gì xảy ra? Thì nó ngang ngửa, nó sập xí sập ngầu như hiện nay chúng ta thấy. Bên Dân Chủ họ tung tiền ra rất nhiều. Hồi nãy tôi có nói mà cái đài nó bị kỹ thuật đó, là tôi nói rằng cái đồng tiền 1 tỷ USD, tức là 1.000 triệu của bà Kamala Harris đã có trong ngân sách khi bà ra tranh cử, lấy lại khoảng 300 triệu của ông Biden và gây thêm 700 triệu nữa thì có là bạc tỷ. Thì những cái tiền đó đâu phải tranh cử cho tổng thống không, nhưng bà còn rót xuống cái DNC, Democratic National Committee, qua cái Act Blue, ACTBLUE, quý vị có thể lên đó đóng tiền cho Dân Chủ mà. Thì họ gom cái số tiền đó, họ phân chia lại cho những cái trận chiến mà quan trọng, như là cái dân biểu liên bang địa hạt 45 của chúng ta. Họ rót tiền xuống 5 triệu của đảng đó, đảng Dân Chủ, họ rót xuống cái địa hạt này. Thì mình chưa kể là tiền của cá nhân, các ứng cử viên, cùng với những cái địa phương và những mạnh thường quân của họ cho họ. Thì cái số tiền từ mỗi bên nó lên cả chục triệu lận. Chục triệu cho một cái trận chiến mà chỉ có 2 tháng là over. Thì quý vị biết là nó cái sức ảnh hưởng nó nhiều chứ. Và nó mua truyền thông báo chí, mua đây là mua giờ đó. Tại vì không có ai làm free hết, thưa quý vị. Phải mua giờ chứ. Đóng tiền cho các đài, các kênh, các nhà truyền thông. Cái chuyện đó NBC, MSNBC, CNN, Fox News họ đều rao quảng cáo của họ, tiền kinh khủng lắm. Internet rao quảng cáo là quý vị biết là bạc triệu không. Thì những cái truyền thông báo chí đáng phải được ủng hộ và trả công xứng đáng, vì cái thời gian và cái airtime rất là tốn kém, thưa quý vị. Cho nên những cái số tiền đó tôi muốn sẽ sử dụng ở cộng đồng chúng ta. Tôi đâu phản đối gì mỗi bên đảng xài mấy chục triệu ở đấy. Nó kích thích kinh tế và nó tạo đời sống, tôi đã nói nó cũng là một sinh hoạt kinh tế mà. Tôi muốn vậy luôn. Tôi muốn cứ việc cứ mỗi 2 năm đó đổ vô mỗi bên đảng, mỗi bên ứng cử viên đổ ra 10 mấy 20 triệu đi. Để dân chúng tôi biết tranh sáng tranh tối, ai vận động được, ai vận động sai, ai vận động hay, ai vận động dở. Chúng ta có quyền đánh giá chứ. Bây giờ họ không tung tiền ra, họ không cố gắng, họ không vận động, không đi đây đi đó, không có những sinh hoạt. Như anh nói là ngày mai đó, bên Republican họ có sinh hoạt. Và bên Dân Chủ cũng có sinh hoạt nữa. Mà mỗi ngày cho đến bầu cử ngày 5 tháng 11 đều có những sinh hoạt rất là đều đặn ở đây, đúng không? Rất là hào hứng, rất là khởi sắc, chưa từng thấy luôn. Chưa từng thấy, chưa có cái cuộc tranh cử dân biểu liên bang nào mà mỗi bên tung ra cả chục triệu đâu, chưa có đâu quý vị. Thành ra cái kỳ này nó rất là hào hứng, và khi nó ngã ngũ ra mình nói, thế là bên này được, bên kia thua.
Nhưng mà cái trách nhiệm của chúng ta là phải theo dõi, phải hiểu biết và phải dùng cái lá phiếu mình một cách có trách nhiệm. Rồi người nào thắng thì mình chúc mừng, mình ăn mừng với nhau. Còn người nào thua đừng có buồn, 2 năm sau quay lại đi. 2 năm nhanh lắm. Rồi, một cái nữa là người ta nói rằng Đảng Dân Chủ đã có một cái giống như cái một cái nghị quyết, một cái luật là nếu như mà ăn cướp mà dưới 1.000 đô la là không bị truy tố, thì người ta nói đó là do Đảng Dân Chủ, có đúng không ạ? Đúng, tôi Đảng Dân Chủ đây. Ok, và tôi cắt nghĩa cho quý vị tại sao cái lý do tại sao cái chính sách đó chưa hẳn là xấu. Ok, mình nhìn mặt trái mặt phải. Cái xấu là nó gần như khuyến khích những cái tội phạm tiểu vặt. Đúng mình rồi. Gọi là tiểu vặt đấy. Thì những người trộm cắp tiểu vặt họ vô họ shoplifting, họ ăn trộm ăn cắp rồi thì họ không bị truy tố. Bắt rồi thả. Thì dân chủ tại sao lỏng lẻo vậy? Tại sao không có nghiêm minh? Tại sao không có hà khắc hơn? Tại sao không có xử lý cho nó tốt để người ta không có phạm những cái tiểu vặt đó? Mà mình lỏng lẻo vậy. Thì những cái blue state đó, thường thường tôi nói là xã hội chủ nghĩa mà họ nới lỏng hơn cho cái người dân nghèo. Thì bây giờ anh nghèo quá anh mới ăn cắp chứ. Có nhà giàu nào đi ăn cắp đâu. Nhất là tiểu vặt. Nhà giàu họ ăn cắp là gọi là white collar crime. Họ có những cái gian lận lên bạc triệu lận. Chứ họ đâu có đi ăn cắp tiểu vặt mà mấy trăm bạc. Ok. Như vậy tại sao lại thả lỏng để không bắt hoặc là bắt không truy tố, không phạt nặng? Là vì để bắt một người á, rồi vô là bút nè, rồi vô nhà tù ngủ qua đêm nè, 1-3 ngày rồi cảnh sát làm việc nè, nó cũng đã bạc ngàn rồi. Nó đã tốn kém bạc ngàn rồi để truy tố, để đưa ra tòa, để quan tòa, để luật sư, để cảnh sát, để bao nhiêu người làm việc á, thì nó không có 1.000 đâu. Để bắt để mà đòi lại cái ngàn đó, tiền đâu ra? Bây giờ cái người bị bắt họ đi tù, tiền đâu trả lại ngàn đó? Ok. Cho nên tôi thông cảm với chính sách của dân chủ, tôi không hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà trên một cái nhận thức về nhân bản á, thì nó là nhân bản. Nó nhân bản. Bây giờ có một người nào đói quá tới nhà quý vị, ok, cắp cái chậu hoa 50 đồng, họ ra chợ trời bán 20. Rồi quý vị có đuổi rượt đánh người ta không? Có gọi cảnh sát bắt cùm đầu người ta không? Hay là cảnh cáo thôi nhé, một lần thôi nhé, thà cho nhé. Rồi đừng có ăn cắp nữa nha, cố gắng làm ăn lương thiện nha, đi kiếm chỗ housing đàng hoàng ở nhé. Hay là quý vị đánh đập họ tại chỗ. Tôi không phải thuộc thành phần đánh đập người đâu. Ok. Cả vài ngàn đồng tôi còn tha nữa đó. Tại vì sao quý vị biết không? Nếu quý vị có tài sản trên vài ngàn đồng thì quý vị đã có bảo hiểm. Những cái cửa tiệm mà họ mất đồ đó, họ khai báo bảo hiểm đền. Mà không tốn tiền của dân. Tại vì tiền bảo hiểm không phải là tiền của dân. Tiền bảo hiểm là của tư nhân, những business họ đóng tiền vào. Họ đóng tiền vào thì họ được nhận cái tiền bảo hiểm trở lại. Ok, và cảnh sát chứng nhận ok anh mất bao nhiêu đồ, kê khai ra đi. Rồi, đóng dấu report đưa cho insurance lấy đủ. Thì tại sao phải đi bắt cùm đầu và tốn tiền của dân, của thuế của dân? Cho nên mình phải có luật pháp nghiêm minh, xử lý rất là nghiêm túc, nhưng mà khi nó thực tế để chúng ta nới lỏng vào những cái petty crime á, không truy tố và không bắt giam, mà để cảnh sát đi bắt những cái tội nặng hơn, tức là những cái felony, những cái tội hình sự, thương tích cá nhân đụng vào những người mà họ bị những cái thương tích đó, thì phải cần cái sự làm việc của cảnh sát hơn. Thì những cái petty crime, những cái theft, những cái shoplifting đó, phải di du nhẹ hơn. Thì nó có những cái sự mình phải cân nhắc chứ không có một chiều. Đó là cái cách nhìn của tôi. Còn quý vị đồng ý hay không thì chúng tôi cũng sẽ phân tích cho rõ từng vấn đề một. Dạ, cảm ơn anh. Và với cái chuyện là do nếu mà ăn cắp, ăn trộm mà dưới 1.000 đô á, thì không bị truy tố á, thì có người cho rằng vì cái chuyện này nó dấy lên cái chuyện là người ta ỷ lại và cứ tha hồ, từ đó mà những cái gọi là những người mà thành phần xấu ở trong xã hội này đó, nó nhiều hơn. Mà kể cả thí dụ như vừa rồi em thấy là ông Phát Bùi, ông ra tranh cử chức vụ là thị trưởng thành phố Lan Rô, ông có nói rằng nếu mà ông đạt được cái chức là thị trưởng nha, ông sẽ bắt luôn mấy người ăn cắp dưới 1.000 đô. Tôi không có quyết liệt như vậy nha, tôi dùng hai chữ quyết liệt. Tôi đồng ý với bà Michelle Steele là tough on crime,
những cái crime mà nó đe dọa tới tính mạng, những cái crime hình sự, những cái crime bắt cóc, những cái crime hà hiếp, những cái crime tấn công tình dục, những cái crime mà nó thuộc felony thì chắc chắn là phải bắt, truy tố và phạt cho nó nặng. Còn những cái tội misdemeanor, những cái petty crime á, mình không đủ cái police resource để mà mình xử lý hết từng vụ nhỏ nhặt. Tuy rằng những chuyện đó không nên xảy ra trong xã hội, nhưng mà chúng ta không ngăn cấm được 100%. Bây giờ đổi lại chúng ta ngăn ngừa được 90% đi, những cái tội phạm đó mà phải mướn thêm 10 cảnh sát viên. Mỗi cảnh sát viên là 250,000 tới 300,000 một năm. Nhân 10 là 3 triệu. Mà ngân sách của thành phố Grand Grove hiện nay dư ra không được 1 triệu. Nó dư thẳng, nhưng mà dư thẳng tới 1 triệu. Quý vị mướn 10 cảnh sát viên thì 3 triệu thiếu đâu rồi. Mà ra. Thiếu rồi. Thế cho nên Westminster đó hao hụt 2 triệu hàng năm đó. Và cái tòa nhà lớn nhất là tòa nhà cảnh sát. Mà cảnh sát thì mấy chục viên cảnh sát. Đến khi một cuộc họp thành phố tới 5-7 ông cảnh sát tới ăn tiền overtime. Thì quý vị cứ nay lưng ra mà đóng tiền cho cảnh sát đi. Tôi không chấp nhận điều đó. Không đồng ý. Và chính cảnh sát trưởng hiện nay của tôi cũng không muốn bướng thêm. Mình phải cố gắng sử dụng cái nhân viên mình đang có để hoàn hảo hơn. Và có một số những cái crime, chẳng hạn như bây giờ người ta xịt sơn ở nhà quý vị đó. Rồi đi bắt cho hết đi. Rồi ổ gà, ổ vịt, rồi nó lái xe, nó đụng nhau, xe đạp, đụng xe, đụng xe đạp, xử cho hết đi. Rồi nó tới nhà quý vị, nó đá, đổ cái chậu bông, nó bưng luôn chậu hoa, rồi quý vị bắt cho hết đi. Mướn thêm 10 ông cảnh sát nữa đi bắt. Thì tôi thấy nó không thực tế. Vậy thôi. Chứ không phải là không cần thiết. Cần thiết. Nhưng mà đổi lại đó, 3 triệu tiền đổ lên đầu dân. Ai trả? Ông Phát Bùi trả, ông nghị viên thành phố nào trả? Lương chúng tôi 1,350 một tháng. Chúng tôi đem ra trả hết cũng không đủ. Nuôi không đủ 10 giờ đồng hồ của một ông cảnh sát viên. Chứ đừng nói tới là 40 giờ đồng hồ mà 10 ông cảnh sát. Nuôi cảnh sát tới nghèo luôn. Cảnh sát không yêu cầu điều đó. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân. Này tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian được xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Rồi, một điều nữa là người ta nói tới tiền bảo hiểm. Anh biết là mọi người ở đây là tiền bảo hiểm về sức khỏe nè, về bảo hiểm xe cộ nè, nhất là về xe cộ gần như là mất control rồi. Và người ta cho rằng đó là do Đảng Dân Chủ. Mất control vì Đảng Dân Chủ. Có nghĩa là một phần đúng nhưng mà không hoàn toàn. Thí dụ như chị cho em nói hết cái ý là anh biết là bây giờ mình mua bảo hiểm xe nha. Gần như là rất là khó. Những cái đại lý bây giờ một cái giá phải chăng là nó nằm ở tiểu bang khác chứ không phải nằm ở Cali nữa. Và đối với gia đình em đi, anh nhìn lại cái bill mới đó thì là nó tăng khoảng 30-40%. Nó quá lớn chứ. Đúng rồi. Tại vì sao biết không? Tại sao ạ? Tại vì những nhà bán bảo hiểm quá tham ô. Nếu vậy thì ai là control quá gian ác. Ai là người có thể control cái này ạ? Là chính quyền của tiểu bang, tức là Department of Insurance, tức là quốc hội của tiểu bang. Quốc hội của tiểu bang có thể ra luật để mà control cái chuyện đó. Mà quốc hội tiểu bang California đa số là dân chủ. Thì đổi thừa dân chủ đúng rồi. Nhưng mà họ không có trực tiếp vào làm điều đó, họ gián tiếp. Quý vị biết, tôi nói luôn quý vị, ai nắm chính quyền Hoa Kỳ? Trên 80% là luật sư. Trong các ngành nghề, đâu phải là bác sĩ, đâu phải là kỹ sư, đâu phải là ông gác gián, đâu phải là bà làm nếu, mà là luật sư. Luật sư đi vào vòng chính. Vậy thôi mà. Luật sư và ai làm bảo hiểm?
là tổ hợp luật sư. Thấy không? 100 năm nay quý vị thấy có luật sư, tổ hợp bảo hiểm nào khai phá sản không? Không thấy. Không có. Tại sao biết không? Lời tại nó lời ngập mặt cái gì mà. Tôi nói đây vì là tôi tranh đấu cho quyền lợi cho quý vị lấy tiền bảo hiểm về. Khi quý vị một có một cái claim á, cái claim đáng đền 100 ngàn đền có 30 ngàn à. Dạ. Quý vị nào có claim bảo hiểm tôi nói đúng hay sai? Đúng. Đụng xe cái Toyota cái xe mình 18 ngàn trả có 13 ngàn à. Dạ. Hả? Rồi nó hốt luôn cái xe mình. Chứ không? Rồi mình đi bác sĩ đi 1 tháng nó đền 1 tháng, đi 3 tháng đền 3 tháng, đi 6 tháng nó đền 3 tháng thôi. Yeah, lúc nào nó cũng ém giá hết. Cho nên nó, bảo hiểm nó giàu. Mà bảo hiểm là ai? Là những tổ hợp luật sư làm việc với quốc hội hoặc liên bang và tiểu bang. Chứ ai? Ai lập pháp? Luật sư. Ai hành pháp? Luật sư. Ai là tư pháp? Luật sư. Ai bán bảo hiểm? Luật sư. Thì nó trong một cái group với nhau, nó có gì đâu, nó là lợi ích nhóm. Thành ra quý vị đừng đổ thừa cho đảng, không có đảng Dân Chủ Cộng Hòa gì hết. Nếu vậy thì có cách nào để mà có tiếng nói của người dân làm sao để mà cải thiện vấn đề này không? Anh thấy là em hỏi ra đó thì người ta nói là rất là nhiều hãng bảo hiểm, người ta nói là bán bảo hiểm ở Cali người ta lỗ. Thành ra người ta mua ao hết rồi, đó là lý do mà tại sao mình mua bảo hiểm bây giờ chắc chắn là cả quý vị luôn. Nếu mà quý vị renew lại đó nha, quý vị sẽ thấy cái giá nó đội lên rất là nhiều. Đây nè. Nói cho nghe, quý vị nghe cho rõ này, rồi gửi con em đi học luật sư đi. Học tiến sĩ luật đi. Chứ đừng ngồi đây mà mắng mỏ luật sư gừng chứ không luật sư gừng. Ok, tiến sĩ luật gừng chứ không tiến sĩ luật gừng. Ok. À, tranh đấu là phải hiểu luật. Ít ra tôi có học trường luật thì tôi cắt nghĩa cho quý vị đấy. Ok. Trong nguy có cơ, đúng chưa? Yeah. Nguy là người dân gặp nguy. Dạ. Yeah. Cơ là cơ hội cho mấy luật sư bán bảo hiểm làm giàu đấy. Cơ hội cho nó chứ, cơ hội gì cho mình. Vâng. Khi mà cái người dân càng gặp khó khăn đó thì những cái nhà gian ác đó, tham ô đó nó khai thác trên cái sự nguy cơ của người ta. Để nó hốt bạc thôi, có gì đâu. Covid ai làm giàu? Những nhà sản xuất. Trời. Những pharmaceutical làm giàu. Yeah. Những bệnh viện làm giàu, những bác sĩ làm giàu. Ủa? Chứ tôi với anh làm giàu à? Từ cái ông Anthony Fauci đổ xuống. Ông Fauci á, là ông có lương cao nhất trong các cấp chính quyền của Hoa Kỳ. Những năm ông ngồi đó ông lãnh lương cao nhất vài triệu. Chưa kể cái on the side nha. À, mà bây giờ truy tố ông bảo tôi già gần chết rồi, truy tố cái gì? Okay. Anthony Fauci rất ư là tham ô, rất ư là cửa quyền, rất ư là đi đêm với Trung Cộng luôn. Đấy, tôi nói rõ vậy đó. Mời mấy luật sư của ông kiện tôi đi. Và tôi chứng minh cho tham ô như vậy đấy. Rồi những pharmaceutical luyện cái thuốc Covid ra để mà ngăn ngừa. Ok. Hốt bao nhiêu tiền? Đấy. Bạc tỷ khắp thế giới. Ngàn tỷ. Rồi gì nữa? Đưa bệnh nhân vô bệnh viện hốt xác luôn. Mỗi bệnh nhân vậy đó. Mấy chục ngàn. 150 ngàn. Wow. Mà em đã biết trong chưa? Đó có anh em mình đó là những nạn nhân bị thiệt hại rồi. Ok. Cho nên quý vị coi chừng khi Covid nó quay trở lại, và nó sẽ quay trở lại những cái con virus khác nữa. Ok. Thì chúng ta phải có những người dân cử có lương tâm làm việc bảo vệ cho chúng ta. Và tôi không nói lên như vậy, ai nói cho quý vị đây? Chẳng lẽ tôi khoe trong thời Covid tôi tranh đấu cho quý vị, tranh đấu rất nhiều luôn. Những cái món tiền Covid relief đó là vợ chồng chúng tôi mở văn phòng luật sư giúp đem về cả chục triệu cho những người dân ở đây. Và sau đó là những cái trường hợp mà người ta phải chạy nợ, thấy không? Để xin forgiveness, để xóa cả triệu tiền nợ. Còn nếu không xóa được thì chuyện gì xảy ra? Bán nhà, bán xe, bán tiệm, đóng cửa, bỏ chạy đi tiểu bang khác luôn. California đang mất dân mà. Dạ đúng vậy. Tại sao mất dân? Tại vì cái đời sống nó lên cao, à, cao cao cao, bảo hiểm đang 1.000 đồng một tháng trở thành 3.000 thì sức đâu mà anh trả. Yeah. Mà rồi bảo hiểm nó đi về đâu? Anh đóng thêm 3.000 đâu có nghĩa là khi anh có claim anh đem tiền về hơi nhiều hơn. Không có đâu. Không. Nhưng mà nó vẫn lấy nhiều hơn. Đúng vậy. Và nó giàu trong giàu luôn. Rồi một ngày đẹp trời lỡ cái động đất mà nó lên cả 100 tỷ đó thì chuyện gì xảy ra? Nó giao cái nợ lại cho FEMA, cho chính quyền liên bang để trả cho người dân rồi nó phải phá sản vui đích nó đi. Đó là bảo hiểm. Và nếu vậy thì nhìn trong tương lai mình có một cái cơ hội gì
để cho gọi là cái cuộc sống của người dân nó nhẹ thở hơn không anh? Trong khi bây giờ mình thấy, em thấy là đối với dân thường mình đó ha, thì nào là bảo hiểm sức khỏe nè, đã hồi nào giờ Obamacare nè, nếu như mình đã thể là mình có cái thu nhập trung bình đó khá khá đó thì phải dính với Obamacare. Bây giờ tôi nói luôn để phân định cho quý vị, nãy giờ chúng tôi không có nói ngoài đề tài hay là đi băng quơ đâu. Ok, nếu mà có một thiên tai đại nạn ở quận Cam này đó, tôi sẽ lên máy bay với bà Michelle Steele chứ tôi không lên máy bay với Derek Trang. Ok, tại sao ạ? Tại vì tôi phải tin tưởng cái người đó có bản lĩnh, có khả năng, có cái tầm vóc và cái tấm lòng để cứu vớt tôi. Ok, tôi bắt vào cái phao thì cái phao đó không phải phao xì được. Ok, không phải cái phao lúng được, không phải cái phao nổ tầm bậy tầm bạ được. Ok, tôi chỉ chọn cái người tôi biết cái thành tích của họ, cái uy tín và kinh nghiệm họ đã chứng tỏ họ phục vụ rồi, chứ không phải từ đâu đâu tới xuất hiện xong rồi xin phiếu xong rồi có đậu vào chức vụ rồi đến khi mà đụng chuyện ra rồi kiếm đâu ra. Đố quý vị gọi được cell phone của ông Derek Trần đó, gọi đi, tôi bấm phone tôi gọi ông bà Michelle Steele cho coi cell phone, thì quý vị phải hiểu rằng là hàng xóm gần còn hơn láng giềng xa. Ok, bà con xa không bằng láng giềng gần. Xin lỗi, tôi nói lại cái câu của ông bà mình. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Cái người láng giềng họ không gốc Việt, họ không phải bà con gì mình hết á, nhưng mà họ kế bên, họ cứu giúp mình. Ok, mình thấy họ hàng ngày. Còn cái bà con xa đó, không biết ông bà đó họ gì, cũng gốc Việt đó, nhưng mà rồi bầu cho họ đến khi nhờ vả không được đâu. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Bà Michelle Steele là láng giềng gần của chúng ta ở đây, và tôi bám vào bà, tôi bắt bà phải làm việc cho chúng ta. Thế thôi. Còn quý vị tin tưởng ông kia ha, cứ việc bỏ phiếu rồi hụt hẳn ráng chịu, rồi bất mãn ráng chịu, rồi lúc đó kiếm tôi nói sorry, cái máy bay nó đã đi rồi, nó bay rồi, nó bay khỏi sân bay rồi, it's gone. Ok, cho nên đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi vận động cái phiếu cho bà Michelle Steele và Tổng thống Trump luôn. Quý vị có phiếu rồi bỏ phiếu đi, tôi nói không có là lật lọng, không có hai lời, không có phản bội ai hết. Yêu ai thì bảo là yêu, ghét ai thì bảo là ghét, bầu cho ai bảo là bầu cho người đó, vậy thôi. Còn quý vị đồng ý hay không đồng ý, quyền của quý vị đó. Nhưng mà khi mà thiên tai đại nạn, khi có sự hậu sự mà xảy, những sự, là sự cố mà xảy ra rồi đó, tôi không có tin cái ông Derek Trump đâu. Tôi tin bà Michelle Steele và tôi sẽ bám chắc vào bà. Và ông quốc hội, ông chủ tịch quốc hội Mike Johnson phải xuống đây cứu tôi. Ông Derek Issa xuống đây cứu tôi. Ok, không có cái ông bà dân chủ ở cấp cao nữa đó. Tổng thống Trump sẽ xuống đây cứu chúng ta. Save America mà. Tôi tin vậy đó. Còn quý vị tin bà Kamala sẽ cứu quý vị. Go ahead. Go ahead. Do it. Và cũng với cái ý mà giữa bà Michelle Steele và ông Derek Trần á, thì có người cho ý kiến rằng là bà Michelle Steele á, là một người tại vị, một người là thâm niên, một người lâu, thì đó là cái lợi thế của bà. Tuy nhiên thì nhìn lại, nếu như cứ chọn một người cũ như vậy hoài á, thì đâu đó mình độc quyền quá, mình không có cho cơ hội cho giới trẻ, hay lắm, cho cái tuổi trẻ. Hay lắm. Thì sao ạ? Nếu mà anh nói bà Loretta Sanchez á, bà ngồi 16 năm á, tôi đồng ý với câu nói đó. Còn bà Michelle Steele bà mới ngồi có 4 năm mà. Mà 4 năm là thời Biden, bà làm được cái gì đâu, bà Cộng Hòa, bà trái đảng với ông Tổng thống. 4 năm của bà thì chỉ bằng có 2 năm thôi chứ, không được, có khi không được 2 năm nữa. Tại vì cái giá trị của nó không bằng. Nếu mà bà là đa số Cộng Hòa mà Tổng thống bà cũng Cộng Hòa luôn, thì quý vị sẽ thấy bà làm được rất là nhiều việc. Bà ngồi 4 năm mà. Và nếu bà ngồi 4 năm nữa thì vô hại, chỉ có lợi thôi. Rồi lúc đó muốn đổi qua người gốc Việt, đảng Dân Chủ, whatever, không sao hết. Nhưng mà tôi nói không phải là lúc. Cho nên cái câu đó gọi là ngụy biện, nói rằng bà ngồi lâu, lâu gì, 4 năm mà dưới thời Biden mà trái ngược Tổng thống với bà mà gọi là lâu. Một người dân biểu liên bang gọi lâu là 20 năm. 4 năm cũng chưa có thâm niên nữa, mới bắt đầu được bổ nhiệm vào những cái ủy ban quan trọng thôi. Mới bắt đầu thôi, chứ chưa ngồi đó nóng đít nữa. Cho nên không thể nói là lâu được. Nếu mà bà ngồi 10 năm hơn á, thì hâm nóng lại cái câu chuyện đó được. Ok, rồi bây giờ tôi hỏi anh, nếu ông Derek Trần ông vô đó, ông ngồi bao lâu? Ông ngồi 2 năm hay ông ngồi 4 năm? Cái ông bảo thôi rồi, tôi bây giờ phải có người mới rồi, cũ rồi, bây giờ 4 năm cũ rồi, đổi đi. Anh nghĩ ông Derek Trần ông ngồi 4 năm ông nói vậy hay sao? Hay là ông ngồi 4 năm nói không, cho tôi ngồi 10 năm đi. Rồi ông ngồi 10 năm rồi ông sẽ bảo không được, cho tôi ngồi 20 năm đi. Tham quyền cố vị là cái điều chắc chắn.
để các dân cử gốc Việt chúng ta này, ủy viên kế hoạch thì muốn ra làm nghị viên, nghị viên thì muốn ra làm thị trưởng, thị trưởng rồi thì muốn lên dân biểu tiểu bang, dân biểu tiểu bang rồi thì muốn lên dân biểu thượng nghị sĩ, rồi về dân biểu liên bang. Yeah. Hả? Tôi không cần nêu đích danh những ai chứ. Có sót ai không ạ? Không. Có lên nghị viên thành phố rồi đòi, gọi là có voi đòi đòi hai bà trưng không? Yeah. Rồi đòi lên thị trưởng, đòi thị trưởng xong nếu đậu thị trưởng là muốn lên dân biểu xong chưa được, và giám sát viên, giám sát rồi bây giờ dân biểu liên bang rồi quay lại giám sát rồi lên thượng nghị sĩ rồi nhảy xuống giám sát. Có không vậy? Tôi nói có chưa ai hay là không? Yeah. Vì đó là cái thói và cái tật của những người làm chính trị tham quyền cố vị, họ không có buông đâu. Quý vị nghĩ ông Đeo Trọng lên ngồi 2 năm rồi ông bảo ô thôi bây giờ cho người gốc Việt khác lên đi, khác đảng đi, mới đi. Hay là ông ngồi cho đến khi nào ông bị đuổi việc bởi dân. Đó. Thành ra đừng có quỳ biện là người ta ngồi 4 năm giờ đổi qua người mới đi. Mới cái gì? Ngồi 4 năm mà gọi là cũ à? Và cũng vậy, thì ngược lại, có người nói rằng là thế thì bà Michelle Steele, bà nó làm được gì cho cộng đồng đâu. Hay lắm. Bây giờ hỏi ngược lại ông Đê Trần làm gì cho cộng đồng? Thì người ta nói rằng tại ông này mới chưa có cơ hội. Mới chưa có cơ hội. Đợi bao giờ mới có cơ hội? Đã là luật sư chưa? Đã rồi. Đã là veteran chưa? Có. Đã là có vợ, có pharmacy chưa? Có rồi. À. Đã là có bạc triệu trong tay chưa? Không biết, cái gì không rành. Chắc chắn. Muốn làm chủ một pharmacy không thể có dưới 1 triệu được. Dạ. Làm luật sư không thể dưới có 1 triệu được. Làm veteran cũng có lương hưu của veteran nữa. Đừng nói không có 1 triệu. Rồi có mua cho ai được một cái bữa ăn chưa? Có ra phát áo quần cho mấy người homeless chưa? Có gửi cho 5 đồng thôi chứ đừng nói là 1 đồng, 10 đồng, 5 đồng thôi. Cho những người đứng homeless, họ đứng đầy phố Lêu Sài Gòn đây. Hả? Có tới nhà thờ, nhà chùa nào cúng dường chưa? Có gửi tiền về cái hội thiện nguyện nào chưa? Có lo cho một người mất mẹ vì đụng xe chưa? Mà bảo tôi chưa có cơ hội, chưa có ra quốc hội Hoa Kỳ, tôi chưa làm được gì. Anh là một người có lương tâm, có khả năng thì anh đã giúp được biết bao nhiêu người rồi chứ. Người ta đã biết tới danh thơm tiếng tốt anh trước khi anh ra tranh cử chứ. Bảo tôi có chức vụ rồi tôi mới phục vụ à. Ngụy biện. Và bây giờ quay lại bà Michelle Steele. Bà làm được rất nhiều. Bà ngồi ở giám sát của quận Cam. Bà làm gì sai? Bà tham nhũng cái gì? Bà ngồi kế cạnh ông Andrew Đỗ, ông Andrew Đỗ sai là ông Andrew Đỗ chịu chứ. Người ta xuống FBI điều tra nhà ông Andrew Đỗ chứ đâu điều tra nhà bà Michelle Steele. Đâu có điều tra 4 người đồng viện kia. Yeah. Ủa chứ cái ngồi kế cạnh người đó là guilty by association à, bà lay à. Lay cái gì? 3 người kia cùng ngồi đồng viện như vậy họ cũng guilty hết à. Yeah. Thế bà làm đồng viện với ông Andrew Đỗ đấy. Có gì đâu phải chối. Nhưng mà là ai làm nấy chịu, ai làm sai để pháp luật xử xét. Ok, bà ngồi ở đó, bà làm việc rất là tốt cho cư dân của chúng ta ở đây. Rồi nói bà phát cái bằng khen cho Hồ Xuân Sơn, là cái đó là nhân viên của bà phát cho nhiều cái phái đoàn. Có ai chối chưa? Hay là chỉ bảo rằng, ô làm như vậy là thân cộng. Thân cộng cái gì? Một cái phái đoàn của Việt Nam họ tham dự trong cái Asian Festival ở South Coast Plaza. Tất cả những người tham dự đều tặng bằng khen hết. Bởi các dân cử, do sự yêu cầu của chủ phố. Theo phát ra, theo những cái làm việc của nhân viên, và nhân viên làm sai thì khi chủ phải chịu, đúng, bà phải chịu trách nhiệm. Tôi không miễn trách nhiệm của bà. À, nhưng mà bà không có ác ý, bà không có thân cộng gì cả. Mà chụp mũ bà là thân cộng là sai rồi, tầm bậy rồi, ác ý. Bà không có thân cộng tí nào hết. Em thì... em có phỏng vấn giáo sư Dương Đại Hải. Thì ông nói với em rằng anh đi rào ra ngoài Bosa đó thì anh thấy cái bản gọi là trong cái mùa trận cử này nè, có ai gọi là dám chơi giống như bà Michelle Steele chưa? Hỏi cái vụ gì giáo sư? Giáo sư nói là phải dám để cái chữ đả đạo cộng sản ở trên cái nền gọi là trong mùa trận cử của bà đó. Yeah. Thì bây giờ có gì sai? Mình là cộng đồng tị nạn cộng sản và đa phần chứ không tất cả nha, đa phần chúng ta đó là không có thân cộng sản được. Nếu mà thân cộng sản thì mình ở Việt Nam, mình không có đi liều mạng để tìm tự do. Qua nước Mỹ là mình tìm tự do, mình tìm dân chủ, mình bảo vệ cái căn cước tị nạn và cái Việt Nam Cộng Hòa chứ.
thì tiêu biểu bằng cái cờ vàng, thì người ta để như vậy tất nhiên là họ đứng trong hàng ngũ của chúng ta, họ đảo đảo cộng sản có gì sai? Ồ, người ta không có nói sai mà người ta nói rằng là bà lạm dụng cái cờ. Không có lạm dụng gì hết, tại vì bây giờ tôi nói anh, tôi qua một cái phố của người Ả Rập đi. Dạ. Tôi đại diện Little Arabia đi. Hả? Mà tôi không có để cái phù hiệu của những người Ả Rập Islam mà. Đâu được. Ăn cơm nào, ăn cây nào rào cây nấy chứ. Hả? Anh ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản à? Bà ở đây bà ăn cơm quốc gia, tôi nói có rõ không? Bà Michelle Steele đại diện cho địa hạt Little Sài Gòn là bà ăn cơm quốc gia. Thì bà phải đảo đảo cộng sản chứ. Rồi ông Derek Trần có ăn cơm quốc gia không? Để ông nói đi. Tại sao ông để dồn phiếu cho Derek Trần đảo đảo cộng sản đi? Tại sao ông không dám nói vậy? Mà ông nói bà lạm dụng. Rồi ông dùng cờ vàng ba sọc đỏ đây. Có lạm dụng không? Tôi chấp cái ông giáo sư gì của ông đó lên nói ào đó. Tôi chấp tranh luận đó. Ông gì? Nguyễn gì đó. Nguyễn Minh gì Quốc đó. Huấn à? Không. Ông Quốc gì đó. Nguyễn giáo sư rồi là gì? Nguyễn Minh gì đó. Quốc đó. Lên nói chuyện ào đó. Để biện hộ. Rồi kêu gọi biểu tình và Michelle Steele đó. Tôi chấp thách đố tối hôm nay. Nhận lời tranh luận tôi đi. Bất cứ một kênh truyền thông nào. Bất cứ lúc nào. Để tôi coi lại cái tên đó cho chính xác. Nhưng mà quý vị biết là ai rồi. Ok. Những người commenter Việt Tân có này. Đảng Dân Chủ có này. Những ủng hộ ông Derek Trần có này. Tôi còn bằng chứng là bên ông Derek Trần đóng tiền cho Face Việt Face TV để mà đưa ông gì đó, giáo sư gì đó, Nguyễn gì Quốc, Minh Quốc gì đó lên. Mà bảo rằng tôi không có đứng trong cái campaign của Derek Trần. Dối trá. Ok. Bây giờ những người chống đối tôi nói ô tôi thế này tôi thế kia đó. Ok fine. Debate me. Đứng ở trong campaign của ông Derek Trần nghĩa là anh nói là cái người ghe, người show, người guest chứ không phải là người host đúng không? Yeah, guest. Cần thì tôi cho biết tên chính xác luôn, không có gì hết. Đây, nằm đây. Vấn đề là gì? Vấn đề là anh có chấp nhận debate tôi không? Đấy, tôi mở lời đấy. Tranh luận đi. Bất cứ diễn đàn nào, bất cứ một cái truyền thông nào, gọi chúng đi. Tất cả các hiệp hội truyền thông báo chí, welcome, tổ chức đi. Tôi ủng hộ bà Michelle Steele. Ai ủng hộ ông Derek Trần, mời ra tranh luận với tôi. Công khai. Ngồi giống như tôi với anh Tiến Dũng ngồi đây nè. Có gì đâu. Giáo sư, tiến sĩ, luật sư đây thiếu gì. Tôi là tiến sĩ luật rừng mà. Chấp đấy. Chấp hết. Ra tranh luận đi. Công khai. Có gì đâu anh em đã vô tay. Tôi nói rồi, yêu ai thì bảo là yêu, ghét ai bảo ghét. Vậy thôi, ghét tôi á, đứng trước mặt tôi nói tôi ghét anh. Anh nói tào lao. Tôi quan điểm thế này, thế kia. Nói ào đi. Để cho dư luận họ bắt vào ông kính họ đưa tin đi. Tôi mở lời là tôi nói lần này lần thứ ba đó. Tôi chấp từ đây tới ngày bầu cử. Sau bầu cử thì nó muộn rồi, đúng không? Tranh luận tôi đi. Thực ra là khi debate me. Đừng có hèn, don't be a coward, ok? Đừng có là tag, rồi comment, rồi ném đá dấu tay, rồi lên nói sau lưng tôi, rồi nói về tôi mà không dám nhắc tên nữa. Hèn vậy, nói thẳng. Ông đấy, đó, giờ tổ chức tranh luận đi. Tôi xuất hiện. Điều này thì em thấy giống như ông Nguyễn Hồng Phúc ở trong cái gọi là ngày biểu tình bà Michelle Steele ở trước Phú Lộc Thọ đó. Thì dĩ nhiên đối với những người biểu tình ở đây thì em ghi nhận rằng người ta sẽ ủng hộ cho ông luật sư Derek Trần rất là nhiều. Có người thì kể cả từ đảng Cộng Hòa luôn nữa, nhưng mà người ta vẫn chống bà Michelle Steele. Nhưng mà độc nhất là có ông Phúc, thì ông là đảng Cộng Hòa. Và không phải là vì quá ủng hộ cho bà Michelle Steele mà ông nói là trước sau gì hay là bản thân ông khá xác định ngay từ đầu thì ông bầu theo đảng, thành ra ông có mặt ở đó và ông sẵn sàng nói hết cái quan điểm của ông em đó. Được ghi nhận rằng là một trong những người mà nói lên tiếng nói là của chính mình đó. Nó trung thực nhất, nó thiệt nhất. Đây clip đây, thấy chưa? Hãy cùng Little Sài Gòn biểu tình Michelle Steele tay sai cộng sản Chủ nhật ngày 20/10/2004 một giờ. Đấy, cái ông này đây. Quý vị cũng biết ai đây. Đây Nguyễn Đình Minh Quốc. Rồi, tôi gọi đích danh đấy. Mời, ông lên diễn đàn đi.
tranh luận với tôi. Ok, đừng có hèn. Nguyễn Đình Minh Quốc, giáo sư. Rồi, bên đảng Dân Chủ. Ok, người của Derek Trần. À, kêu gọi biểu tình đó. Chủ nhật này, 1 giờ, ra đó, tranh luận với tôi. Đàng hoàng đi, đặt hai cái bàn, hai ghế đàng hoàng. Mời hết các hiệp hội báo chí truyền thông tới, YouTube tới đi. Ok, để coi ông nói cái gì và tôi nói cái gì. Nó hát hôi đàng hoàng. Còn ông có ngại điều gì, sợ cái gì thì ông cứ viết vào email, comment hay whatever you want. Nhưng mà tôi cho đó là hèn. Ok, tôi chấp ông tranh luận với tôi. Đúng rồi. Ok, để bây giờ bá tánh họ đánh giá để coi cái quan điểm lập trường ai đúng ai sai chứ. Ông là một người kỳ thị, kêu gọi là bỏ phiếu cho ông Đức Trần vì ông người gốc Việt. À, còn bà kia bà gốc Hàn. Chỉ vì bà gốc Hàn không bỏ phiếu cho bà. Mà chỉ vì ông kia Việt Nam gốc Việt thì bỏ phiếu cho ông. Vô duyên và lỗi thời và mang đầy cái thái độ kỳ thị. Nó vậy đó. Nó rõ ràng vậy đó. Rồi tất cả những người họ sát sắc tộc với mình, họ không bỏ phiếu cho mình. Họ nói tôi chỉ bỏ phiếu cho người sắc dân của tôi thôi. Rồi quý vị nghĩ sao vậy? Có còn cái nước Mỹ này nữa không? Vâng, cảm ơn anh Đức Quân rất nhiều. Rồi một lần nữa quý vị đang xem trực tiếp cùng trên đầu TD Mida. Bây giờ thì có lẽ là chúng sẽ đọc cái vài lời của quý vị nhắn vào. Và dĩ nhiên chúng sẽ lựa những câu nào mà nó thuộc về câu hỏi thì hơn quý vị ha. Dạ, trong đây thì thấy ông Thông Đi Bùi nói rằng là phân tích của ông Châu Đỗ Vinh rất chính xác về tật tham viền cố vị của con người Việt dùng chức vụ để che đậy ý đồ vào vơ vét vọt. Giám đốc sở vệ sinh thì muốn nhảy ra nghị viên thành phố, đậu nghị viên thành phố rồi thì muốn làm thị trưởng rồi thì muốn nhảy ra dân biểu tiểu bán, thượng nghị sĩ, chuyện bình thường. Vì cái lòng tham vô đáy nó bao giờ ngưng lại đâu hết á. Hay là đó là một cái sự nghiệp chính trị, thường thường ví dụ như mình đạt cái cấp đó rồi sau bao năm người ta không có cho còn ngồi đó nữa, thế là mình phải tìm cái ghế, dĩ nhiên phải ghế lên trên chứ không lẽ mình tìm ghế cái đó gọi là career politician đó. Lifelong politician. Không có tôi ngồi 5-10 năm rồi cũng xong, that's it. Trở về làm phó thượng dân thôi. Mà trước ngày tôi trở thành dân cử tôi là dân. Và sau khi tôi hết làm quan thì tôi làm dân nữa. Quan nhất thời, dân vạn đại mà. Tôi sống ở đây 5-30 năm rồi tôi chỉ làm quan, gọi làm quan đi, 3-4 năm thôi chứ bao nhiêu đâu. Thế không đủ à? Hay là phải làm giàu luôn? Phải 5-3 căn nhà rồi mới nghỉ. Còn giàu rồi muốn giàu nữa à? Muốn có chức vụ đi để mà giàu nữa hay sao? Tôi thích làm giàu tôi đi làm business, xã hội tư bản mà. Tôi thích làm giàu tôi cũng đi làm dân cử. Ok, không có kinh doanh chính trị. Dạ, trong đây có khán giả là Phong Nguyễn thì nói rằng là thử hỏi ông Đỗ Vinh có tiệm nail ngày nào cũng nó cũng vào ăn cắp tiền thì ông muốn mở tiệm nữa không? Đau lòng lắm, chắc chắn là không, dứt khoát là không. Nha, chứ không phải là tôi không biết là những cái tiểu thương mại họ rất là khó khăn, họ đâu có bảo hiểm, đúng không ạ? Họ bị mất 5 đồng thôi đã đau lắm rồi, chứ đừng nói 50, 500, biết. Nhưng mà những trường hợp đó thì cảnh sát đến làm việc mà bắt được càng tốt. Mà cái business đó mà quý vị thua lỗ hoài thì phải dẹp tiệm chứ. Ủa? That's common sense. Common sense, man. Tôi đâu có suối ai đi vô ăn cắp ăn trộm hàng ngày như vậy đâu. Còn quý vị nói có những tiệm như vậy đó, chỉ đi, chỉ cái tiệm nào cho tôi. Kêu cái người chủ tiệm nó gọi cho tôi 714-548-8289. Chung quanh cái vùng Garden Grove, Little Sài Gòn này, tôi sẽ gửi cảnh sát, điệp viên tôi tới làm việc ngay. Được chưa? 714-548-8289. Người thật, việc thật. Anh nói có người như vậy phải không? Đưa tên tuổi, địa chỉ cái business đó cho tôi làm việc với họ. Tôi cho cảnh sát xuống ngay. Và có những biện pháp. Được chưa? Đừng có nói rằng là tôi chấp nhận chuyện đó mà hỏi câu sách me. Không có ai chấp nhận cái chuyện đó hết. Nhưng mà tôi đã nói rồi, một người họ tới cái nhà bị cho một cái chậu hoa, quý vị rượt theo đánh đập họ tới chết không? Chửi mắng họ như con chó không? Hay là thấy người ta rách rưới đói khát còn đem bánh mì ra cho người ta ăn nữa? Tôi nói đây là vấn đề nhân bản, chứ đừng có nói pháp luật với tiến sĩ luật. Dư thừa. Ngoài cái vấn đề tiến sĩ luật của tôi là một người rất ư là nhân bản. Yes.
Dạ, khán giả là Thùy Võ, là Thủy Võ gì đấy, thì nói là tự bà Michelle Steele nói đã cộng sản có sao đâu, vì bà phục vụ cộng đồng Việt Nam thì phải làm theo ý kiến dân chứ. Rõ ràng tôi nói rồi, quý vị đại diện cho một cái phố đa số người Hàn mà quý vị không ăn Korean barbecue à? Nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc, có phải bà nhập gia tùy tục không? Bà đại diện cộng đồng Sài Gòn quốc gia người tị nạn cộng sản thì bà đa đạo cộng sản chứ. Rồi ông David Trần, ông muốn nhập gia tùy tục mà ông có tùy tục cái gì chưa hả? Hay là ông tùy tiện? Ông tùy tiện đi, ông bỏ tiền ra đi, ông tung hứng đi mà ông lấy cái chức vụ về, rồi ông tùy tiện đi, ông làm giàu, làm mưu danh lợi cho ông cũng được thôi, nhưng mà lâu ngày người ta cũng hiểu hả? Rồi, cũng tiếp theo cái ý nữa là ông Quân lên đài vì ý kiến cá nhân không có liên hệ với ứng cử viên nào David Trần trả tiền cho Việt Phay để ông Quân lên. Quân nào? Yeah. Quân nào? Hồi nãy nói quá. Tôi nói là Nguyễn Đình Minh Quốc. Nghe cho rõ, cần tôi đánh dầm trong tiếng Việt cho quý vị nghe không? Yeah. Nguyễn Đình Minh Quốc, gọi là giáo sư. Được. Tranh luận với tôi đi. Yeah. Quân nào? Quân nào? Ông Tư Từ, ông Tư Huấn, Từ Huấn gì đó. Tôi nói về ông Từ Huấn hôm trước, chứ không phải hôm nay. Yeah. Mà tôi không cần nói lại đâu. Tôi đã nói hết lời rồi về ông Từ Huấn rồi. Quý vị cứ coi lại chương trình lần trước của anh Tiến Dũng. Yeah. À, cũng vậy, khán giả là Tô Lâm hả? Đó là Châu Đỗ Vinh nói người Việt ủng hộ người Việt, sao giờ lại chống ông Lê Đức Trần? Tôi có chống, tôi có chống Lê Đức Trần đâu. Tôi nói tôi ủng hộ bà Michelle Steele. Tôi nói là ông Lê Đức Trần chưa phải là người để được ủng hộ kia đấy. Tôi nói ông không xứng đáng, tôi nói ông không kinh nghiệm, tôi nói ông chưa phục vụ cộng đồng. Tôi nói là kể cả báo OC Register tín nhiệm bà Michelle Steele, không tín nhiệm ông. Tôi chống gì ông? Tôi thách đố những người ủng hộ viên của ông mà không dám ra mặt như ông Nguyễn Đình Minh Quốc. Tranh luận với tôi đi. Tại sao ông kêu gọi biểu tình Chủ nhật đây 1 giờ? Ông kêu gọi biểu tình, ông cứ việc biểu tình. Tôi chống đối gì đâu. Tôi thách đố ông Đế Đức Trần là ghi chữ đã đảo cộng sản dùng phiếu cho Đế Đức Trần. Tôi thách ông ấy. Thế mới nhập gia tùy tục chứ. Còn ông muốn nhập gia tùy tục với cộng sản thì ông nói tôi ủng hộ cộng sản đi. Đeo cái bảng cờ đỏ sao vàng đi, ủng hộ dùng phiếu Đế Đức Trần, ủng hộ cộng sản Việt Nam. Thoải mái. Tôi chống gì đâu. Riêng ông Đế Đức Trần thì em được biết là ông là... gia đình ông mới đi qua Mỹ á, với cái đại dạng của Bob Bibo thì phải. That's it better. Yeah. Không có gọi là guilty by association mà cũng không có merit by association. Bây giờ bố anh có thành tích gì đó mà anh là thằng trộm cướp cũng chứ không. Ok? Chứ không phải là cha làm mà con chịu, hay là cha làm mà con hưởng. No, cái xã hội Mỹ này không chấp nhận vậy. Ok? Gia đình anh, cha mẹ anh là người tị nạn cộng sản, anh sanh ở Mỹ mà. Anh không thể gọi anh là tị nạn cộng sản được. Anh chỉ có thể gọi là à, trong gia đình tôi có người tị nạn cộng sản, hay là đi bố people. Đấy, rồi cha mẹ tôi vượt biên vượt biển thì cái đó là chuyện cha mẹ anh chứ. Ăn nhầm gì anh? Dạ. Yeah. Và một ý nữa là nói rằng nào giờ đó thí dụ thường có những vị dân cử ra tranh cử đó thì sẽ được vận động, hay là sẽ được cái cử tri người Việt ủng hộ nhiều, thí dụ như là từ chức vụ giám sát viên, giống như là bà, những người trước Trần Ích Nguyễn này, rồi ông Eri Đỗ, hay là luật sư Trần Thái Văn, hay là ông Tạ Đức Trí này nọ. Nói chung là khi có người Mỹ gốc Việt và ra ứng cử như vậy thì đâu đó cái câu người ta hay nói là người Việt ủng hộ cho người Việt. Và lần này thì tại sao không có phát huy cái câu đó nữa, và đâu đó người ta nói rằng bà Michelle Steele bà lợi dụng cái cử tri của người Việt, rồi thậm chí cho cái cộng đồng người Việt này gọi là sáo sao lên nữa, là một bên ủng hộ một bên chống. Rồi, cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay, rất là đào sâu vào đề tài. Ok, thứ nhất, khi những dân cử gốc Việt ra tranh cử, mình có lợi dụng phiếu của dòng chính không? Hả? Có lợi dụng phiếu của cộng đồng khác không? Có chứ. Ủa? Thì anh tranh cử cả cái địa hạt đó. Thì người gốc Phi Châu, gốc Phi, gốc Tàu, gốc Nhật, gốc Ý, họ cũng mình vận động hết chứ. Rồi họ bỏ phiếu cho mình, tức là mình lợi dụng họ à? Sao mà nói câu kỳ quái vậy? Cái người họ tranh cử, họ giữ chức vụ, họ đại diện cho những người
trong cái địa hạt đó, và những ai bỏ phiếu cho họ là cảm ơn, là ân nhân của họ. Chứ họ lợi dụng cái gì? Thành ra ông nói mà Mr. Steele lợi dụng phía Việt Nam được. Cà chớp, nói vậy là cà chớp, tôi nói thẳng vậy. Thứ hai nữa là bả gây chia rẽ gì? Tôi đã nói rồi, thay vì một cái cuộc tranh cử có 500-300 ngàn, nó trở thành 50 triệu. Mà nó xài tiền khắp phố này, tôi phản đối gì đâu. Quý vị có nghe từ đầu giờ tôi nói là tôi muốn vậy á. Năm nay 10 triệu, năm tới 20 triệu nữa đi. Chia rẽ cái gì? Tổng thống Trump với bà Kamala Harris tranh đấu nhau bạc tỷ, với lại chia rẽ à? Không chia rẽ gì đâu. Đó là cái sinh hoạt dân chủ tự do ở một cái nước văn minh, có gì đâu chia rẽ. Rồi cái hồi ông tổng thống Trump ông tranh với bà Hillary Clinton á, rồi có xé nát nước Mỹ không? Không. Rồi ông thắng rồi nước Mỹ có sụp đổ không? Không. Rồi ông Biden thắng ông Trump nước Mỹ có sụp đổ chưa? Chưa. Hiến pháp có đều liền và sụp rác chưa? À, rồi ông Trump ông thống bà Kamala rồi như vậy là ôi giời ơi, chia rẽ. Sao mà giống như con nít vậy? Gọi là the sky is falling, the sky is falling. Bây giờ có hai đối thủ người ta nặng ký, người ta căng nhau như vậy. Thế là ôi giời ơi, chia rẽ rồi xào xáo rồi đánh nhau. Đánh nhau gì đâu. Tôi thách đố cái ông giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc lên tranh luận với tôi đi. Ngày Chủ nhật này 1 giờ ra kéo bàn kéo ghế, mời các anh em truyền thông báo chí tới đặt câu hỏi đi. Hai tôi trả lời cho nghe. Được chưa? Hay còn ông hèn ông trốn luôn đi. Trốn luôn, đừng có kéo ra biểu tình làm gì cho nó mất công. Ok, mà kéo ra biểu tình gặp tôi, ngồi lại đó tranh luận như là một người văn minh, có học thức. Ok, đơn giản vậy thôi. Không thích tôi thì tranh luận với anh Nguyễn Hồng Phúc đi, tranh luận với anh Hưng Bùi đi, tranh luận với thầy Thích Minh Tánh đi. Anh chọn đối tượng đi, anh không thích tôi, miễn tôi không có cố chấp và không miễn cưỡng. Ok, còn anh hèn thì thôi, anh biết luôn đi. Anh từ đâu đâu xuất hiện bảo tôi không đại diện gì để trần cái kêu gọi biểu tình chống bà Michelle Steele vì bà là tay sai cộng sản. Buồn cười, hết sức là buồn cười. Ok, anh đưa bằng chứng bà tay sai cộng sản đi. Bà làm trong cái ủy ban đối ngoại với Trung Cộng, bà nằm trong ủy ban đó do chính ông Mike Johnson chủ tịch quốc hội bổ nhiệm bà vào đó. Anh đưa ra hết bằng chứng đi rồi tôi tranh luận cho anh nghe. Anh đưa ra cái bằng khen Hồ Xuân Sơn đi, anh đưa ra cái bản đã đảo cộng sản của bảo đi, một chục chuyện anh viện chứng hết đi, rồi anh phải để người ta đối chất trả lời á. Anh ngồi một mình anh với hố xin trả lời tao, tao bất tiệt hèn quá vậy. Thiên tung man ai, ông ai đặt vấn đề mà anh hết. Ok, anh là người văn minh có học thức, chấp nhận luật chơi dân chủ và tự do thì anh ra anh tranh luận đi chứ. Anh muốn hẹn ai cũng được hết. Bà Bùi Kim Thành cũng còn tranh luận với anh được. Ok, đừng nói ai to lớn gì hết. Anh giáo sư cái khoa nào tôi cũng không cần biết luôn. Thật giả tôi cũng cần xét luôn bằng cấp của anh chi. Anh cứ tự cho anh là giáo sư đi. Ai công nhận anh kéo ra hết đi. 5-30 người, 1-200 người, không sao hết. Vui thôi, làm gì đâu mà chia rẽ. À. Rồi, khán giả là thì bỏ đó thì nhắn vô là sorry đại tá Từ Huấn. tự biết lại rồi đấy. Ok, dạ. Yeah. Tôi nói rất là đích dâm, rất chính xác nha quý vị. Tôi không có mơ hồ đâu. Nhưng Nguyễn thì nói là bào chữa lấp liếm cho vì ủng hộ Michelle, đừng nói ủng hộ người Việt nghe mắc cười. Tôi có nói ủng hộ người Việt đâu. Tôi nói quý vị có quyền kêu gọi ủng hộ người Việt, nhưng mà đừng có nói rằng là không bỏ cho người gốc Hàn. Yeah. Đó là thái độ kỳ thị. Ok, you're a racist man, go look at yourself in the mirror. Ok, hèn. Mình sống ở một cái nước mà đa chủng tộc mà, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà. Anh ở cái nước nào vậy? Cái ông mới vừa comment đấy. Anh thích kêu gọi người Việt bỏ phiếu cho người Việt, thoải mái. Thoải mái, không có gì hết. Nhưng mà đừng có kêu gọi rằng ô cái người đó họ gốc Hàn, họ lạm dụng, họ lợi dụng cái phiếu của người Việt Nam. Dốt. Bất cứ một dân cử nào họ ra họ vận động tất cả những lá phiếu, họ không có xét là phiếu đó của vàng, đỏ, xanh, tím gì hết. Ok. Yeah. Trên cái lá phiếu nó không có bảo là anh kê khai anh là người gốc gì. No. Anh muốn thì anh option, anh muốn anh chọn thì anh báo cáo lúc anh ghi danh cái phiếu á. Chỉ còn lúc anh bầu cử người ta đâu có hỏi anh màu da gì, gốc gì.
Rồi trên lá phiếu nó đâu có nói ứng cử viên này gốc Việt, ứng cử viên này gốc Tàu, ứng cử viên này gốc Phi. Có ghi vậy không? Đó. Cái đó là phạm luật đó. Anh đang nói những cái chuyện phạm pháp, tôi nói cho anh nghe. Và thất đức, phản đạo đức luôn. Rồi, trong đây cũng là thầy Võ nói rằng là ủng hộ Trump thì phải bầu cho bà Michelle Steele để có ghế Congress. Đó là ý kiến của cái người dân. Họ muốn bỏ ai, họ bỏ. Quý vị cũng vậy. Nhưng mà tôi sẵn sàng tranh luận. Ok. Để vận động tranh cử thì phải tranh luận chứ. Tôi có nói rằng tôi không ủng hộ bà Michelle không? Tôi lên đây là tại vì tôi ủng hộ bà mà. Tôi có đâu có nói rằng tôi lên đây để tôi nói đừng ủng hộ cho người gốc Việt. Tôi đâu nói vậy. Cần tôi lặp lại không? Quý vị muốn vận động cho người gốc Việt tốt. Nhưng mà tôi không đồng ý với ông Derek Trần lần này, bởi vì ông không xứng đáng. Nói ngắn gọn là như vậy. Và tôi ủng hộ bà Michelle Steele vì bà là một người lãnh đạo kinh nghiệm giỏi. Đâu phải vì bà người gốc Việt hay người gốc Hán. Tôi không có thái độ kỳ thị như vậy. Cái đó là một cái thái độ kỳ thị rất là rừng rú. Ok. Rất là độc đoán và lạc hậu. À, vâng, một lần nữa quý vị đang xem trực tiếp cùng trên đầu TD Mira. Và đó là phần về cái chức vụ là dân biểu liên bang giữa bà Michelle Steele cũng như là ông luật sư Derek Trần. Bây giờ thì có thể cập nhật đến vấn đề ở ngay địa phương này anh ha. Vâng. Giờ thì vấn đề như nói là lần trước thì cũng rất là bất ngờ đối với những người ứng cử viên ra những vào những cái chức vụ. Mà trong đó có ông Đỗ Vinh thì cái chức vụ này cũng hơi đặc biệt. Lần rồi thì mới hiểu ra rằng là cũng gần như là chức vụ mà của ông luật sư Nguyễn Bắc Lân mà đã từng làm ở trong cái ủy ban giáo dục. Đúng rồi, tương đương. Vâng. Nhưng mà cấp đại học vậy thôi. Cấp đại học 2 năm đó. Ba cái trường lớn đại học chung quanh đây. Thì tôi đi ngang, không đi lên, vẫn đi xuống. Nghị viên với cái chức ủy viên giáo dục này nó ngang vai với nhau. Và tôi không thích làm Gold Group nữa. Được không? Được, có quyền. Có quyền không? Tôi không thích nữa. Tôi thích làm ủy viên giáo dục hơn, được không vậy? Ủa, đúng ra là anh thấy ra là thị trưởng chứ hả? Đó là lên lên, đó là đi lên. Đúng không? Chẳng hạn như ông Phát Bùi, ông từng là... Nghị viên. Nghị viên, phó chủ tịch. Rồi giờ ông ra thị trưởng là đúng. Chắc là ông ra nghị viên lại, ông ra thị trưởng đúng. Ok. Hay là ông Nguyễn Quốc Lâm, ông đang là ủy viên giáo dục ngang vai. Ngang với nghị viên thì ông lên... Thị trưởng. Thị trưởng là đúng. Còn tôi không có muốn đi lên, tôi đi ngang. Tôi không thích gần cốt nữa. Đơn giản vậy. Có gì đâu. Dạ. Yeah. Thế thì... Tôi nghĩ là bất kỳ cái cuộc gọi là tranh cử nào nó cũng có... phía đối lập đó. Không biết là cái ghế mà anh tranh cử năm nay đó thì cái có gọi là người Việt nào đang có ghế này mà có ông Phú Nguyễn từng đụng với tôi ở dân biểu tiểu bán từng đụng Phú Nguyễn Phú Nguyễn con nhà giàu ghế gia đình Hoa như Phát bên, ghế tôi không có gì xấu nói về ông Phú Nguyễn hết ông bên, không có ông bên tổng hội sinh viên đúng không đúng từng là tổng hội sinh viên và hiện nay ông là ủy viên giáo dục của Fountain Valley School District có chức vụ cách đây 2 năm ông đậu với số phiếu ít nhưng vẫn đậu. Chúc mừng ông đàng hoàng tôi chúc mừng ông Valley. Đúng rồi là của thành phố vâng nhưng mà lần này ông tranh cử có những điều bất chính mà tôi đang điều tra và yêu cầu điều tra và Orange County Register of Voters đang điều tra ông Phú Nguyễn vì trên cái ballot statement mà quý vị đã nhận được đó ông ghi rằng ông được sự ủng hộ của ông Jerry Patterson và ông Jim Morino ông nêu đích danh cả hai vị này trên cái ballot statement là trái luật OK, đó là vi phạm cái luật bầu cử và cái luật về cái ballot statement. Anh có quyền kê khai những cái gì trên đời vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi không hoàn toàn quy lỗi cho ông, bởi vì ở cái Register of Voters họ phải kiểm duyệt và họ từ chối họ không cho tôi để tên ai trong đó hết. Kể cả Jerry Patterson tôi không được nhắc tới, không được nhắc tới tên. Mà tại sao họ để ông Phú Nguyễn nhắc tới tên hai người đương kim? Ủy viên giáo dục tại cái Coast Community College là ông Jerry Patterson và ông Jim Moreno. Hai người đó có tín nhiệm ông hay không? Chúng tôi cần điều tra để có bằng chứng. Và tín nhiệm xong rồi có cho phép ông để tên họ trên lá phiếu không? Trên cái ballot candidate statement không? Và tại sao mà bên cái phòng phiếu họ không kiểm duyệt trong khi họ gạt tên những người đó ra trên cái ballot statement của tôi? Tôi có bằng chứng hết. Mà họ để ông Phú Nguyễn chạy hai cái tên của người đó gọi là name dropping. Ok, name dropping. Ok, chẳng hạn như người ta nói mình nói cái câu là
thấy ai sang Bắc Hoàng làm họ đó, đúng không ạ? Yeah. Bây giờ ôi tôi từng đi với tổng thống Air Force One limousine, nghe nó ngon lắm chứ. Ủa ngon hơn là anh đi với thống đốc, ngon hơn là anh đi với nghị viên chứ, ngon hơn chứ. Thì tại sao anh name drop ông tổng thống Bush, ông tổng thống Reagan, ông tổng thống Clinton, ông tổng thống Obama, tôi từng chụp hình quay phim, tôi từng cố vấn, tôi từng đọc chữ ký của họ, vân vân và vân vân. Ông nói vậy làm chi vậy? Để ông tạo uy tín tâm thế cho ông chứ gì? Thế ai sang Bắc Hoàng làm họ chứ, việc gì cứ phải nói như vậy. Thì khi anh name dropping á, anh nhắc tới tên ông Jim Moreno, ông Jerry Patterson á, là để ông câu thêm phiếu. Và ông nói là đây là những người bạn tôi, ủng hộ tôi, và quý vị cũng nên làm như họ. Mà họ là đương kim, mà anh đang tranh thủ với đối thủ, tính là tôi là người đầu tiên gốc Việt run cho cái ghế đó cách đây 16 năm. Chính là tôi là cái người debate cái ông Jerry Patterson lúc đó, ông 70 mấy tuổi, năm nay ông 90 ngoài rồi, ông mới chịu thôi đấy, nhường cái ghế cho chúng tôi run á. Cho nên tôi hoan nghênh anh Phú Nguyễn, anh đã tranh cử và đăng ký trước tôi. Tôi rút phiếu sau ổng, và tôi biết ổng đã tranh cử, tôi vẫn tranh cử. Giống như ngày xưa tôi tranh cử với ông Jerry Patterson, tôi debate ổng, tranh luận ổng, hỏi mày khen thưởng tao đủ thứ, mày nói tao là hero, mày nói tao là bậc thầy, mày nói tao là kinh nghiệm dân biểu liên bang rất là giỏi, tại sao mày ra mày tranh cử chống lại tao? Nó tại vì tôi làm tốt hơn ổng nếu tôi đắc cử. Nói một câu xanh rợn, rút cái microphone bỏ xuống, bước xuống thành công, mặt đỏ tía, đi ra khỏi hội trường luôn. Báo chí ra nói, ô, tại sao mày nói vậy? Tôi tin tưởng vậy. Thì bây giờ hỏi tại sao mà tôi run mà với Phú Nguyễn? Tại tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm việc tốt hơn Phú Nguyễn, vậy thôi. Còn ông David Trần, ông nói, ông ra ông tranh cử đi, ông làm tốt hơn bà Michelle Steele. Cứ việc tranh cử, tôi đâu có bàn ra đâu. Tôi không hề bàn ra. Nếu ông nghĩ ông làm việc tốt hơn là bà Michelle Steele, ông chứng tỏ đi. Rồi ông thuyết phục dân thì ông sẽ đậu. Mà ông không thuyết phục dân thì bà Michelle mới ngồi lại. Và tôi là cái người đang cố gắng thuyết phục quý vị để giữ lại bà Michelle Steele. Và những lý do chính đáng mà tôi đã nêu ra. Còn tôi tranh cử là tôi tranh cử rất là trong sáng. Tôi không có mượn danh nghĩa người khác để vô cái lời khai của ứng cử viên, như là ông Phú Nguyễn phải kê khai tên ông Jim Moreno, Jerry Patterson, đương kim, hai vị ủy viên ấy là bạn và ủng hộ tôi, ghi vào trong cái lá phiếu chi vậy? Để ăn gian. That's cheating. Okay. Điều này thì thực ra em cũng mới biết đây thôi, ở cái chỗ như nè, em có những cái cuộc talk show với cảnh sát. Để mời Phú Nguyễn lên đi. Không, ý nữa là cái vấn đề Mỹ, cái luật Mỹ nó đặc biệt ở chỗ là mấy ngày nay quý vị thấy trên channel TD Media đó, thì cũng có những cái buổi livestream trực tiếp cùng với cảnh sát Tâm Trương. Cảnh sát Tâm Trương ở trên San Jose, ứng cử viên là nghị viên thành phố San Jose, địa hạt 8. Có điều là từ hồi chương trình đầu tiên cho tới bây giờ, hoặc là những hình ảnh mà khi mà nói về cảnh sát Tâm Trương á, không bao giờ có hình nào mà mặc đồng phục hết trơn á. Đúng rồi, mặc đồ thường không phép, không được phép. Đấy, thì không có được, không có được dùng cái chức vụ cảnh sát của mình để vận động. Mặc dù ảnh là 22 năm trong nghề đó, đúng mà rồi. Khi ra tranh cử như vậy là luật Mỹ không cho. Đúng. Thì ảnh nói em mới biết chứ đâu biết đâu. Đúng luật đó. Ông Từ Huấn cũng vậy, ông muốn ủng hộ ông Derek Trần được, ngồi với Derek Trần được, nhưng mà ông không được mặc đồ quân đội phó đại đốc vào. Không hề có. Ông làm đúng luật đó. Ông ngồi với tư cách tư nhân thôi, civil. Civilian, không sao hết. Nhưng mà ông mặc đồng phục nói tôi là quân đội đó là ông sẽ bị kỷ luật ngay. Dạ đúng rồi. Mà ông nói tôi phó đại đốc ủng hộ cho Derek Trần cũng là bị kỷ luật ngay. Biết cái đó là phạm luật không? Tôi mà tố giác ông một cái lên military court, nó lôi ông ra nó xử ngay tức khắc. Ngày hôm đó thì em nhớ lại là ông nói là ông như là người gì hô quá, ông là thường dân. Còn những cái hình mà trên truyền thông event kênh của em lấy những cái hình đó là có quyền cho biết, có quyền chứ không phải ông dùng. Đúng. Những cái hình đó vận động là khác. Đúng, đúng. Thì phạm lỗi. Còn cái này là truyền thông báo chí họ có những cái hình ảnh họ đưa lên thì ok. Nó là như vậy. Cái nào nó ra cái nấy. Còn ông ngồi đó ông khẳng định ô tôi về hưu retire rồi thì ông phó thường dân cũng chả có giá trị gì hết đó. Ông đâu phải là một nhân vật quân đội gì đó. Yeah. Không phải là đề đốc gì hết, chỉ là một citizen Nguyễn Từ Huấn thì ok. Rồi lần trước thì mình nói nhiều về vấn đề tranh cử chức vụ là thị trưởng thành phố Rành Rô rồi, nhưng mà cái chức vụ mà trên kênh này em đang thiếu đó là về dân biểu tiểu bang, đó là giữa ông hiện tại là ông Trí Tạ
cùng với ông Jimmy Nguyễn thì hôm nay em thấy cũng quảng cáo nhiều lắm luôn. Với góc nhìn riêng của ông Đỗ Bình như thế nào ạ? Vui, vui thôi. Rồi ông Trí Tạ cũng gửi bao nhiêu cái text, ôi quý vị được có cụ nhận, đúng không? Anh có text để cần đọc không? À, đây những chuyện xào xáo đồ này kia lùm xùm đừng có tin vào phía cho Trí Tạ, thì trên sáng trên tối nó là như vậy. Còn chứ vi phạm, ông không đậu lần này có thể ông đậu lần tới, ông không đậu chức này có thể ông đậu chức tới, và ông xuất hiện cũng một hai lần bầu cử rồi đúng không? Dạ. Thì từ từ người ta mới làm quen, người ta mới tin tưởng ông chứ. Rồi ông là luật sư ở đây, ông đại diện về immigration á, ông bắt đầu có thân chủ phục vụ cho người gốc Việt. Ông học tiếng Việt thêm và ông nói bây giờ rõ hơn là ông xuất hiện cách đây 2 năm. Không nói được câu nào, thấy là phải có một ông thông dịch viên mập thù lù ngồi kế bên ông. Tôi nói rõ là như vậy, để quý vị nhớ cái hình ảnh đó, ngồi một ông thông dịch viên to đùng vậy nè. Ông đã to đùng rồi, hai ông to đùng ngồi coi như bằng 4 người. À, có sao đâu. Tại vì cái người đó giúp ông thông ngôn, nhưng mà sau này ông không cần thông ngôn nữa. Tức là một bước tiến bộ. Very good, Jimmy Phạm. Tiến bộ. Và 2 năm nữa ông sẽ còn giỏi hơn nữa. Tôi tin tưởng như vậy. Tại đó kỳ này ông có không đậu cũng sao hết, đâu có gì đâu ông Jimmy. Và bây giờ ai bạn, ơ đừng có bỏ phiếu cho ông. Tại sao không? Nếu quý vị cảm thấy ông có thể phục vụ thì bỏ phiếu cho ông. Còn ông Trí Tạ thì thành tích ông rõ ràng rồi. Tôi nói rồi, từ chủ tịch hội tổng hội sinh viên, thời UVSA, ra chủ tịch cộng đồng Nam Cali, xong rồi nhảy ra nghị viên, xong rồi lên thị trưởng, thị trưởng lên dân biểu, thì đó. Rồi ông dân biểu rồi ông sẽ bò lên thượng nghị sĩ hay là dân biểu liên bang nữa chứ không ngồi đó đâu. Tại vì ông là career politician. Ok, giữ chức vụ mười mấy 20 năm rồi. Còn quý vị muốn đổi mới đó thì đổi cái ông Trí Tạ mới là mới. Ông hết đó mới cũ đó. Chứ Michel Steele sao mà cũ. Ông Trí Tạ ngồi lâu hơn ai hết á. Ở đây ông chỉ ngang với ông Nguyễn Quốc Lăng 20 năm ở ủy viên giáo dục. Mà ông Lăng ông cũng chán cái ủy viên giáo dục rồi, thì ông cũng đi lên chút xíu chứ không có xa. Tức là thị trưởng thành phố Cần Thơ. Ông ngồi 20 năm ủy viên giáo dục rồi. Ông Trí Tạ mà từ nghị viên lên thị trưởng lên dân biểu năm nay cũng 20 năm rồi. Lâu rồi đó. Đúng rồi. Thì quý vị muốn đổi mới thì vote trong Jimmy Phạm đấy, đổi mới đấy. Còn nếu ông Jimmy Phạm ông chưa đủ cái tầm bốc đó thì giữ lại ông Trí Tạ. Giữ ông ngồi cái 2 năm nữa chứ ông đâu ngồi mãi suốt đời ở cái dân biểu tiểu bang được. Nó chỉ bị giới hạn luật định là 6 năm. Thì ông có đậu lần hai lần nữa rồi cũng thôi, rồi mới đi kiếm cái ghế khác thôi. Rồi bây giờ còn một cái ghế nữa là giám sát viên Vượng Cam thì ai cũng biết rồi, bà cho đến Nguyễn. Kỳ rồi trong cái sơ bộ thì bà đã có một cái là cái đà thắng khá cao. Tuy nhiên thì chưa có kết quả cuối cùng, mình không có nói trước được. Anh không nói nhưng mà tôi nói trước đây. Dạ. Bà Jenny Nguyễn sẽ đắc cử giám sát. Yes. Đâu có việc gì đâu. Tại sao bà không đắc cử? Tôi cũng không phản đối nữa. Tôi chỉ chống bà là bà bỏ trống cái ghế thượng nghị sĩ cho một người dòng chính mà lấy thay vì người gốc Việt là cái lỗi, một cái tội của bà ấy. Chứ cái tội của bà không phải là quay lại giám sát. Bà quay lại giám sát để gần gũi với chồng con tốt. Ai chẳng muốn gần gũi gần con. Tôi cũng có vợ, có con, tôi muốn vợ con tôi gần gũi tôi chứ. Thành ra bà quay lại giám sát để gần gũi chồng con là đúng, được. Chứ đừng có nói là tôi về để phục vụ cộng đồng, đồng hương muốn tôi về đây, người ta kêu gọi tôi về đây, nguy biệt. Tôi muốn về đây phục vụ gần gũi với gia đình và cộng đồng, được. Ok. Nhưng mà tôi cũng có cái lỗi là cái ghế đó bỏ cho người dòng chính thì tôi sẽ cố gắng xây dựng cho người gốc Việt. Thì được. Bà có nói vậy đâu. Bà bán cái ghế đó, bầu bán cho cái người dòng chính, ông Tony Strickland rồi và những người khác nữa. Thì nó mất cái ghế, lẽ ra là người gốc Việt đại diện. Thì tôi nói cái đó là cái lỗi của bà. Còn khi bà quay lại giám sát bà làm được cái gì, tại sao mình nói bà làm được hay không được? Từ trước bà làm ở đó cũng chưa hoàn hảo, nhưng mà cũng chưa có gì quá đáng. Khi bà là giám sát, tôi nói công tâm như vậy. Lúc bà ngồi ở đó bà làm cái gì quá đáng chưa? Nếu quá đáng người ta đã truy tố kết tội bà rồi. Không có. Sự thật phải được tôn trọng. Bà chưa có phạm lỗi gì lúc bà giám sát hết để mà phải truy tố. Em chỉ nhớ là giống okay. như ông luật sư Lê Công Tâm á, ông cũng đã lên diễn đàn, ông nói. Ông nói thì ông nói thôi, ông chả có đưa ra bằng chứng mà ông chẳng có truy tố được ai hết. Thành ra những cái lời vu vơ đó, thiên tung man ai không đáng để mà nói nhắc lại. Ok. Anh tin tưởng bà phạm pháp pháp luật, anh tới anh tố cáo ngay District Attorney, Police Department đi. Anh đi vào giao tiếng ác mà bằng chứng anh không đưa ra, mà anh chẳng lập biên bản thì tôi không có cho anh một cái giá trị gram gì trong đó hết.
Zero. Ông là luật sư đó. I don't care. Ở đây chánh án, anh chánh án mà nói sai tôi vẫn đưa ra kỷ luật ngay. Ok. Yeah. Chánh án mà xử quyết sai, phán quyết sai đó cũng gọi là malicious prosecution hay là miscarriage of justice, vẫn bị kỷ luật lọt áo như thường. Luật sư là cái gì đâu? Tổng thống ta còn đàn hạch kìa. Người ta còn truy tố 34 tội felony kìa. Và đừng có nói ô thế là luật sư. Luật sư thì sao? Và nếu nhớ lại trong cái đoạn gọi là bầu cử sơ bộ với cái chức vụ là giám sát viên quận Cam á, thì em còn nhớ rất là nhiều là bà Chánh Đức Nguyễn khi đó bà hứa hẹn rằng cái chuyện đầu tiên mà bà được vào hay là đạt được cái chức giám sát viên quận Cam là bà sẽ điều tra vấn đề mà liên quan đến cái tiền hồi xưa mà tiền đất ra. Được. Yeah. Tôi không phản đối. Không phản đối gì chuyện mà yêu cầu điều tra hết. Yêu cầu điều tra đó có gì sai? Tôi yêu cầu OC Register Voter điều tra Phú Nguyễn cái ballot statement fraudulent họ đang điều tra. Active investigation và bữa nay ông đã được thông báo rồi. Ok. Cái chuyện yêu cầu điều tra bình thường. Tôi còn kêu gọi điều tra hết, điều hết luôn bà Katrina Foley, ông Vincent Sarmiento, ông Wagner, ông Chaffee, Doc Chaffee điều tra hết. Yeah. Điều tra luôn kể chính bãi cái thời bà ngồi đó. Vậy mới công bằng chứ. Ồ, tôi về tôi điều tra mấy chú đổ thì big deal. Big deal. Báo yêu cầu điều tra FBI nó cũng đang điều tra rồi. Cần gì báo yêu cầu. Yeah. Cần gì báo kêu gọi từ chức. Ông tự ý thức lấy luật sư ông biện hộ cho ông. Ok. Ông có làm gì sai ông biết đấy. Yeah. Hả? có cần bà Trang Nguyễn yêu cầu điều tra không vậy? Không đang bị điều tra mà. Yêu cầu gì nữa? Thì đây. Rồi bà về đó chắc gì bà làm hoàn hảo hơn ông không? Chưa biết à? Chưa biết. Chưa biết. Mà tôi cũng không nói là bà sẽ làm tốt hơn hay là dở hơn. Yeah. Chưa biết. Để bà quay lại đi. Rồi lúc đó bà làm tốt thì chúng ta vẫn ca ngợi như thường. Yeah. Mà bà làm sai vẫn sẽ bị điều tra như thường. Yeah. Đó là luật của Mỹ mà. À, trong đây có khán giả rằng nói là nãy giờ anh Đỗ Vinh á, hồi nãy nó có vấn đề dính dáng tới chụp hình với tổng thống là khoe những hình ảnh này nọ đó, thì có lẽ là nghĩ rằng cái khán giả họ đã ngộ nhận, họ cho rằng là ông Đỗ Vinh chửi vô mặt ông Ngô Kỷ. Tôi không chửi ai hết. Tôi nhắc lại nguyên văn, thấy ai sang bắt hoàng làm họ. Có không? Ông bà mình có câu nói đó không? Có. Rồi Ngô Kỷ có chụp hình với tổng thống không? Có. Có. Ủa có một mình Ngô Kỷ chụp hình tổng thống à? Còn nữa. Thiếu giống gì? Cần tôi nêu đích danh từ người không? Thật ra nếu mà bị nghe kỹ á, cái ông quân sư mới là quan trọng. Nếu nghe được cái đu của ông quân sư là không phải Ngô Kỷ đâu. Ông Ngô Kỷ không phải là quân sư của tổng thống đúng không? Mà tôi cũng không chửi mấy người đó. Tôi có chửi đâu. Đấy. Tôi chỉ bảo thấy ai sang bắt hoàng làm họ thôi. Yeah. Để chi? Để mình nâng cái tên tuổi mình lên. Tôi nói về cái gì sai? Thì đấy. Nói như vậy là chửi à? Đâu có chửi đâu. Tôi cũng đi chụp hình với những người quan trọng vậy. Em nói xin lỗi nha, nhiều khi á, thì thực ra mà nói em nói ông Trần Trần thì cũng gần gũi lắm. Có chứ, cần nghe đến Trần không? Ông gọi đấy, tao là thế này. Tôi có nói là bố chị ký cho tổng thống Obama không? Thì tôi nói ông Trần Trần chứ ai? Thật ra là quý vị ông cố gắng với bốn đời tổng thống chứ. À, đó. Tôi chửi gì ông Trần Trần đâu. Thì là ông có bố chị ký cho tổng thống Obama thiệt. Ông có cố gắng cho tổng thống thiệt. Ông nói mà ý ông cố vấn cho bên Việt Nam. Tôi nói như vậy là tôi chửi ông Trần Văn à? Tôi đâu chửi Trần Văn đâu. Thành ra là dùng chữ nó hơi bị sai đó. Không phải, cái người này có ác ý gọi là kế ly gián để tôi với Ngô Kỷ đánh nhau. Và những người khác. Ok. Sai, sao biết tôi không chụp hình với ông chủ tịch quốc hội ông xuống tôi chụp hình tôi đưa lên đấy. Rồi sao? Thì tôi cũng muốn nâng uy tín tôi thôi chứ có gì đâu. Yeah. Đó là một cách vận động tranh cử chứ có gì là bây giờ là như vậy tôi chửi lấy tôi luôn à. Bây giờ tôi thấy người sang tôi không bắt hoàng làm họ à. Có chứ sao không? Quý vị nghĩ sao vậy? Cái đó là tư duy của ông bà mình từ bao nhiêu đời mà thấy ai sang bắt hoàng làm họ. Một người làm quan cả nhà được nhờ đúng không? Ủa? Vậy mà cứ báo là chửi à? Đúng là không hiểu gì cả, nói tầm bậy để mà kế ly gián, để mà thọc gậy bánh xe, để mà có ác ý với Đỗ Vinh và Ngô Kỷ và những người khác như đấy, đấy. Như ông tiên tri đấy, tôi cũng lên tôi chụp lên đây rồi sao tôi chửi tôi đấy, đúng rồi đó. Ok, sao mà ngu dốt mà nói ok như vậy đấy, có phải tôi đưa tôi selfie với ông không? Ủa tôi thấy người ta sang tôi không bắt hoàng làm họ vậy, cái người mà giữ vị trí lớn thứ ba trên nước Mỹ của nước Mỹ á. Dạ vui không? Mà bao nhiêu người cũng làm như vậy với bộ mình tôi đâu. Bao nhiêu người. Dạ. Cái đó đâu phải là cái gì là tiêu cực đâu mà bảo là chửi. Ông lên máy bay Air Force One với tổng thống khen chứ chửi cái gì.
Rất là thú vị cho chương trình ngày hôm nay. Thôi. Dạ vâng. Tấn công đối bên này không dễ đâu. À, Dũng Miễn thì nói là ha ha, thì ra là vậy, chụp ảnh kỷ niệm cũng được mà. À, chứ sao đâu. Ông ăn mày với bạn cũng được, không có sao hết. Nhớ câu nói của ông Ngô Kỵ đó nha. Đó, ông ngang nghe đây đó. Okay. Ông thường nói này, ăn người ta nói ông là ăn mà dĩ vãng, mà có người nói rằng là có dĩ vãng mà ăn là mới là có vấn đề. Ông giận luôn có sao đâu. Có người hỏi dĩ vãng đấy mà ăn. Chẳng lẽ như vậy là ông tự chửi ông à? Đâu có đâu, ông có dĩ vãng, ông tự gọi ông ấy, ông nói với tôi nghe. Chính trang gai tay tôi nói tôi ăn nhà ăn mà dĩ vãng, có sao đâu. Một ngày nào đó khi tôi 72 như ông, tôi cũng ăn mày dĩ vãng thôi. Thôi đây, đổ bên, chắc là tôi tự chửi tôi à. Mà mình tự chửi mình cũng được chứ có sao đâu. Một cái tôi mà nó to lớn như vậy à. Bao nhiêu người hở tay đừng có đụng tới tôi, chửi tôi cái vậy, tại cái chị cho chó cái gì, cho chó vậy. Anh là cái gì ghê gớm vậy. Tôi tự chửi tôi cũng được, không sao cả. Có gì đâu. Vâng, rất là thú vị. Và bây giờ thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì nghĩ đây, cái tôi đáng ghét mà. Yêu ai thì bảo là yêu, ghét ai thì bảo là ghét, mà có khi cái người mình ghét chính là cái thân mình, có gì đâu. Ôi quý vị cứ tự yêu mình hoài, gọi là narcissistic. Những người cầm cái gương nhìn trời ơi đẹp trai quá, tự mình yêu mình. Narcissistic, that's not me. Em quên, nếu mà nói tới đó em nhớ là phần dạy đó, kẻ thù của chính mình á, kẻ thù nhất của mình á là chính mình á. Thôi. Cái người đáng ghét nhất chính là cái lò moa chứ có gì đâu. Tại sao mình không tự chửi mình? Mình chửi mình để mình sửa sai thôi. Chẳng lẽ mình đúng hết à? Thánh thiện hết à? Không có. Thì lỡ tôi có chửi ai đi nữa là tôi cũng xây dựng cho họ, mong họ sửa sai thôi. Đấy. Cảm ơn, một lần nữa cảm ơn anh Đỗ Bình cũng như là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì trước khi chia tay, Đỗ Bình có điều gì muốn nhắn gửi, đặc biệt là đối với những vị cử tri thuộc là địa hạt 45, nơi mà đang có vận động tranh cử giữa hai ứng cử viên, một là bà Michelle Steele, một là luật sư Lê Đức Trần ạ. Trước tiên tôi nói về MAGA và tổng thống Trump. Tôi tin chắc là kỳ bầu cử năm nay tổng thống Trump sẽ thắng với một cái mức độ rất cao, landslide. Mà không phải vì vậy mà tôi ủng hộ tổng thống Trump. Tôi ủng hộ tổng thống Trump là ý thức như rất là nhiều người là ông là cái người đúng việc thật cho kỳ bầu cử này để mà lo cho nước Mỹ. Chưa nói là cứu vớt hay làm nước Mỹ vì đại hay gì hết, tôi chỉ nói lo cho nước Mỹ. Bởi vì tôi nhìn vào cái ekip của ông á, rất là nhiều người giỏi. Từ ông chủ tịch quốc hội Mike Johnson, qua tới ông Lindsey Graham, qua tới ông Mitch McConnell cũng ngã về ông rồi, ngay tới ông Robert F. Kennedy, bà Tulsi Gabbard mà ông bằng phong Đặng Văn Âu viết và khen, bà Tulsi từng là đảng Dân Chủ đổi đảng hay là bây giờ là độc lập, bà ủng hộ tổng thống Trump. Và tôi cũng vậy, tôi là một người moderate Democrat theo cái dạng RFK. Quý vị ông thích Robert F. Kennedy Jr. thì quyền của quý vị, nhưng tôi rất thích. Tôi thích dòng họ Kennedy từ lâu, và tổng thống Donald Trump với RFK đang đồng hành với nhau như là một cái campaign. Thì tôi rất là quý trọng ông RFK Jr. Tại sao tôi đã phá gì ông RFK? Cái tiếng nói ông không được mạnh mẽ, tiền ông không có giàu có như cái thời hoàng kim của nhà họ Kennedy. Nhưng mà ông vẫn đại diện cái tiếng nói của tôi là một người moderate Democrat. Và từ khi ông ngã về ông Trump, tôi cũng ngã luôn. Và tôi biết chắc chắn là Michelle Steele đã ngã về Tổng thống Donald Trump và Make America Great Again. Trước đây 4 năm cũng chưa chắc. Nhưng mà càng về sau, bà thấy cái quan trọng của chính sách ông Donald Trump, cứu vớt kinh tế và biên giới và những vấn đề tội ác ở nước Mỹ nó rất ư là trầm trọng trong lúc này, mà bà Kamala Harris không có chính sách gì để giải quyết được. Ông Biden đã quá già cả và tự ý thức mình phải rút lui, hay là đảng xô đẩy ông ra, doesn't matter. Bà Kamala Harris là cái người được đảng Dân Chủ đề cử và ủng hộ hiện nay, và họ đã xài gần hết cái 1 tỷ của họ rồi. Thì bà đã yếu dần đi, và cái mức lãnh dẫn đầu của bà không còn nữa. Thế là bây giờ nói một cách là ngang ngửa, sập xí sập cầu. Nhưng mà trong những ngày tới quý vị sẽ thấy Tổng thống Trump sẽ surge rất là mạnh, ngoại trừ họ bắn chết ông.
Điều mà họ đã cố gắng làm 3 lần rồi mà hụt. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn mạnh mẽ tiếp tục tranh đấu và tôi nghĩ ông sẽ thành công trong việc bảo lưu cái chức vụ Tổng thống trở lại Tòa Bạch Ốc. Thì khi ông trở lại cần một cái quốc hội đa số thuận lợi cho Tổng thống làm việc. Đó là quốc hội Hạ viện Hoa Kỳ đang lãnh đạo bởi ông Mike Johnson với sự ủng hộ của bà Michelle Steele là cái người chúng ta cần phải giữ lại trong chức vụ đó. Đó là cách để tôi ủng hộ bà Michelle Steele không với tính cách cá nhân mà với tính cách là một dân biểu liên bang đại diện cho chúng ta. Và mang tiếng nói của chúng ta tới quốc hội cũng như là chính quyền của Tổng thống Trump trong tương lai rất là gần. Và quý vị sẽ thấy day one Tổng thống Trump sẽ ký một loạt executive order và sẽ đưa ra những đạo luật để cho quốc hội duyệt. Mà nếu không có bà Michelle Steele, không có đa số Cộng hòa thì những cái đạo luật đó sẽ bị ngăn chặn chết trong trứng nước. Nếu quý vị muốn làm như vậy thì cứ việc bỏ cho người khác. Tôi chỉ nói theo cái ý của tôi để thuyết phục quý vị và cố gắng để gìn giữ cái tiền đồn chống cộng của chúng ta, tiếng nói cho người tị nạn Cộng sản ngay Little Sài Gòn đây. Còn quý vị tin tưởng người khác, ra tranh luận tôi đi. Chấp. Kêu gọi biểu tình và Michelle Steele, cứ việc biểu tình. Không ngăn cản, không phản đối gì hết. Biểu tình cho đông đi. Rồi ra cùng một mình tôi thôi. Tôi ngồi đó tôi tranh luận cho nghe. Ok. Rồi truyền thông báo chí muốn ném đá, muốn chê bai, muốn ông này, thằng nọ, thằng tiến sĩ này, thằng tiến sĩ giấy, thằng tiến sĩ luật, gừng, whatever. Dơ cửa miệng quý vị thôi. Dơ thôi. Tôi có gọi ai bằng thằng đâu. Tôi có gọi ai là lưu manh không? Tôi có gọi ai là côn đồ không? Tại sao những người ở một cái xứ văn minh với nhau mà ăn nói lời lẽ như vậy? Có giỏi thì ra tranh luận, nói chuyện đàng hoàng đi. Để truyền thông báo chí họ đánh giá và người dân họ nhận xét. Đó là cái lời chó của tôi hôm nay. Cảm ơn anh. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Đông Vinh rất nhiều đã đến với khán giả trên màn TV Mina trong ngày hôm nay. Và lần nữa cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi cũng như là quý vị để lại nhiều comment. Và chương trình hôm nay rất là thú vị bởi có nhiều ý kiến khác nhau thì đó là nước Mỹ mà. Chứ quý vị có thể có những cái ý kiến của mình khác nhau với chương trình này, tuy nhiên thì Dũng cũng đón nhận cả. Và chắc chắn rằng cái vấn đề mà đi bầu cử hay là cái sự quyết định vẫn là nằm ở trong cái ý nghĩ, anh nằm trái tim hay là nằm ở trong cái quyền của quý vị cả. Còn anh Đỗ Vinh như nói, anh Đỗ Vinh nói thẳng ra luôn là anh đã show cho quý vị nhìn thấy là MAGA. Mặc cái áo màu đỏ lên chương trình thì quý vị cũng hiểu rồi đó. Đúng rồi. Và nãy giờ đến cố tình để mà thuyết phục quý vị thiên về bà Michelle Steele, đó là cũng là quyền của ông. Dạ vâng, bây giờ thì Dũng phải nói là chia tay. Lần nữa cảm ơn anh Đỗ Vinh và mến chúc anh nhiều sức khỏe cũng như là thật là may mắn ở trong cái vấn đề tranh cử của anh Đỗ Vinh trong mùa bầu cử này. Và cảm ơn anh Tiến Dũng và xin lỗi quý vị, chúng tôi bị 10 phút trục trặc kỹ thuật. Trễ sẽ bắt đầu 7 giờ nhưng mà đã bù lại cho quý vị đúng 1 tiếng 40 phút rồi. Dạ, chắc chắn rằng Tiến Dũng cũng sẽ tiếp tục theo dõi, nếu có tin tức gì mới thì Tiến Dũng cũng sẽ cập nhật cùng đến quý vị. Và đặc biệt từ đây trước ngày 5 tháng 11 ha, anh em mình cũng còn nhiều cơ hội khác nữa để lên cập nhật cái tình hình bầu cử từ địa phương cho tới cấp liên bang đến quý vị khán giả gần xa. Và bây giờ Tiến Dũng xin kính chào, kính chúc quý vị những phút giây còn lại thật yên lành. Tiến Dũng cùng ông Châu Đỗ Vinh sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Vâng, good night.